Rồi bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta cùng comment. Tôi đã sẵn sàng, comment tôi đã sẵn sàng, comment tôi đã sẵn sàng. Chúng ta comment tôi đã sẵn sàng nhé bạn. Comment tôi đã sẵn sàng. Hello Trương Hữu Tài. Hello. Chúng ta comment tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Để chúng ta bắt đầu buổi tối hôm nay các bạn, chúng ta comment đi, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu buổi tối hôm nay. Comment tôi đã sẵn sàng để bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Chúng ta comment nào, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta có 1 phút để chúng ta comment tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng. Hello Lê Quốc. Đấy, mình đã có post một bài đó là người sở lợi thì trời cho. Đó, thế là chúng ta hôm nay được bạn Nguyễn Phi đến đây để chia sẻ cùng với chúng ta. Thì tôi muốn chúng ta đó là hãy thể hiện cái tinh thần sở lợi của chúng ta. Đó là share cái live stream này về trên group và gửi đến cho từng anh chị em bạn bè trong group của chúng ta. Để chúng ta học được những bài học hữu ích trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì xin chào tất cả, chào mừng tất cả anh chị em chúng ta đã đến với buổi live stream ngày thứ 11 trong cái chuỗi hành trình về NLP và những cái câu chuyện thành công trong đội nhóm của DMS Run B của chúng ta. Và buổi tối hôm nay đó thì mình có mời đến đây đó là một bạn trẻ là Nguyễn Phi. Thì bạn này đó em hình như là mới được khoảng 1 năm nhỉ. Đúng không? Em làm hơn 1 năm, gần đến tháng 6 này là 2 năm rồi. Nhưng mà trước em vào đến tháng 6 này là tròn 2 năm. Đó. Đúng ạ. Là Phi mới tròn 2 năm để bắt đầu với công việc kinh doanh này. Nhưng hiện tại ở trong Phi, trong team đội nhóm của Phi đó thì đã có là anh không nhớ rõ con số nào, nhưng là cái đội nhóm của Phi đó là có một cái đặc điểm đó là gì? Thứ nhất là bây giờ Phi đã là Ruby up. Cái thứ hai đó là đội nhóm của Phi là có những cái thành viên ở bên dưới trong đội nhóm của Phi đã có là những cái người mà đều đặn hàng tháng á là 6.000 điểm, 7.000 điểm, 8.000 điểm, 10.000 điểm và thậm chí có những người là 12, 13.000 điểm. Tức là con số 10, 12.000 điểm đó rất là đều đặn tháng nào cũng vậy. Từ lúc mà họ lên Eject thì anh thấy đó là tháng nào cũng là cái điểm số đều rất là cao như vậy. Thì ngày hôm nay đấy là mình đã mời đến là bạn Nguyễn Phi sẽ đến cùng chia sẻ với chúng ta về cái câu chuyện làm thế nào mà Phi đã xây dựng nên một cái đội nhóm nó bền vững và nó vững chắc. Và Phi cũng là một người mà đã xây ra một cái team bán lẻ rất là ổn định và mang lại một cái nguồn thu nhập về bán lẻ cũng khá là cao. Nếu mà so với mặt bằng chung của đất nước Việt Nam chúng ta thì một cái thu nhập đây là một cái thu nhập mà của một người giám đốc điều hành của một cái tập đoàn lớn thì họ mới có được. Và kèm theo đó đó là ngoài cái thu nhập bằng bán lẻ ra thì Phi đã xây dựng ra một cái hệ thống về bán lẻ khác, đó là những người những cái hệ thống về bán hàng, những cái downline ở bên dưới và đã tạo ra những cái nguồn thu nhập về chất lượng cao đều đặn hàng tháng. Thì bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón anh Phi. Rồi chúng ta cùng chào đón Phi đến với thế giới này. Chúng ta cùng anh nhá, chào đón Phi đến với thế giới này. Và xin mời Phi bắt đầu chia sẻ đi ạ. Xin chào tất cả mọi người, thì mình tên là Nguyễn Văn Phi. Mình xuất thân ở từ thành phố Buôn Ma Thuột. Thì nói là thành phố thôi nhưng mà nó không phải thành phố đâu, mà là ở vùng ven ở Buôn Ma Thuột. Thì cái khu của mình á, thì trước hết thì em nói về cái xuất thân của em nhỉ? Dạ. Thì trước đây á, thì em xuất thân trong một gia đình rất là, phải nói là nghèo, ở trong một cái vùng quê ở Buôn Ma Thuột, nhưng mà lại ở vùng ven, gần giáp với lại Đắk Nông, chứ không phải là Đắk Lắk nữa. Và trong cái khu đó thì phải nói là cái người mà để học lên cấp 3 đó nó đã là hiếm rồi, và em là cái người đầu tiên mà em rời khỏi cái khu đó mà em đi học đại học ở Sài Gòn là nó như vậy, là đất gọi là vùng sâu vùng xa cũng đúng. Và khi mà ở đó vì nghèo cho nên á là từ nhỏ là em đã có cái ý thức về cái đồng tiền, em đã có ý thức là mình làm sao phải thoát cái cảnh này và không có chấp nhận cái sống làm sao ở trong một cái nơi mà nó không có được như mong muốn của em như vậy. Nên á, là từ 18 tuổi là em đã lên Sài Gòn. Nhưng hồi đó em không biết gì hết, ngoài là người ta bảo là đi học đại học thì lên Sài Gòn đi học đại học thì mình đi học xong sẽ có nghề, sẽ có tiền. Thì em đến đó đi học đại học thôi. Thì em vào đó thì học mất 4 năm đại học ở Bất. Thì trong những ngày đầu tiên thì em đi học đại học là em học ở một cái trường ở thành phố Hồ Chí Minh và học cái ngành xây dựng. Thì cả bên họ hàng của em là gần như làm tất cả làm xây dựng hết. Và là em cũng đi học xây dựng luôn. Kiểu như vậy. Thì khi đó thì theo định hướng của gia đình mà. Khi đó thì thực ra thì khi mà thi đại học á thì gia đình cũng không nghĩ là em cũng đậu được đâu, mà mình cũng tự tin là mình lên làm. Thì vào những ngày đầu tiên thì mình đi lên đó học đại học, rồi mình cũng bắt đầu đi vì
vì mình là một người mà mình cũng tập trung, cho nên vào đó học là chỉ biết học thôi, không biết gì nữa. Thế là học cũng học bổng rất là nhiều, 4 năm đại học là gần như năm nào cũng học bổng trong, học bổng ngoài, rồi điểm cũng top khoa luôn, rồi đi thi Olympic quốc gia, cả cơ học rồi cả toán học rồi cũng có giải hết luôn. Sau đó nhưng á, sau đến năm tư rồi mình bắt đầu ra ngoài đi làm nhiều hơn. Bắt đầu có một đợt mình nhớ không nhầm là đi đi dạy cơ học kết cấu cho một cái một môn cơ học á, cho một anh 33 tuổi rồi làm cái ngành của mình đang học luôn, mà anh đi đi xin việc vào trong đó, thì anh bảo xin việc vào đó với một mức lương là 15 triệu mà phải thi xong, thi qua cái môn này. Thì thành ra là khi mà mình thấy cái điều đó, mình bắt đầu suy nghĩ lại là ôi thế không, thành ra là nếu mà mình mà tiếp tục mình học cái này, mình làm cái việc mà mình đang làm đấy, thì có phải là khoảng 10 năm nữa đó, khoảng 10 năm nữa, mười mấy năm nữa thì cũng mình chắc cũng như cái anh này thôi chứ sao mà hơn được. Thế là em bắt đầu ra ngoài và tìm hiểu những cái bên ngoài, thì rất là may mắn đó, là bắt đầu gặp Kim Trung. Kim Trung á, thực ra là cái bạn ngày xưa hồi cấp 2 á, là em Kim Trung thì hay trốn học chơi game nhưng mà lên cấp 3 cũng ít nói chuyện. Sau đến đến đại học rồi, sau này thì có gặp lại. Thì hồi đó em đang đi dạy thêm, một tháng được có 2-3 triệu à, mà Kim Trung là hàng ngày bán lăn khử mùi. Hồi đó thì Kim Trung bán lăn khử mùi, mà Kim Trung bán lăn khử mùi thì một ngày Kim Trung lại rất là nhiều. Ồ, vậy là tối nào em hỏi Kim Trung, ô hôm nay lại bao nhiêu và hôm nay lại bao nhiêu, Kim Trung bảo hôm nay lại mấy triệu mấy triệu. Em còn tò mò, em không tin. Sau đó em có nói chuyện với Kim Trung trực tiếp thì em biết là bạn đang bán online, mà hồi đó mình đâu có vốn đâu, sinh viên nghèo mà toàn là sống bằng tiền học bổng thôi. Thế thành ra là chờ cái học bổng để lấy vốn đi làm nu skin cái học bổng nó có 4 triệu à, 4 triệu mà đợi mất 3 tháng trời. Trong thời gian đó mình tìm hiểu nu skin sao, lên đọc mạng đọc thì cũng thấy có cái này có cái kia, nhưng sau thấy là ôi thôi cứ làm đi đã, vì thấy làm có tiền mà mình đi dạy thêm cả tháng rồi, rồi còn phải đi dạy làm tùm lum bên ngoài nữa mà đâu được bao nhiêu đâu. Thì coi như mới đầu là nghĩ công việc làm thêm thôi, làm thêm kiếm tiền. Thế là bắt đầu đi đi làm đi đi bắt đầu làm Nu Skin á, là trả hết 4 triệu học bổng thì trả hết 2 triệu tiền nhà với tiền sống, à ăn mì tôm cả tháng luôn, còn 2 triệu để chạy quảng cáo 2 triệu để chạy quảng cáo. Và khi những ngày đầu tiên á, mình hiện tại thực sự mình thấy các bạn hiện tại là được hỗ trợ rất là nhiều. Còn những ngày đầu tiên của mình á, mình được, nhớ không nhầm, là lên văn phòng của chị Mai được 30 phút, học quảng cáo có 30 phút à, sau đó là biệt tâm luôn, không và là không có không biết đội đâu hết, là tự về nhà tự lên mạng học YouTube rồi, rồi học quảng cáo rồi chạy bán. Rồi Kim Trung thì bỏ trong một cái fanpage mà bán lăn khử mùi, thế vào học sale rồi tự sale tự tự làm hết luôn. Thế là tự làm hết từ ngày đầu tiên, vào tháng đầu tiên thì mình bán được bán kem răng nhưng bán lăn. Hồi đó lăn bị cháy, cái thời điểm đó lăn bị cháy không có bán. Thế là bán kem răng, nhớ tháng đầu tiên bán kem răng mà mượn thì tiền không có nữa, may có bà chị ở bên bên Đài Loan á, bà cho mượn tiền lấy kem răng bán. Thì cứ lấy bán mà nhớ được trong tháng đầu tiên là bán được khoảng 400 cây kem đánh răng mà một người bán. Đó Rất là cái thành quả đầu tiên. Đó là cái thành quả đầu tiên mà mình làm trong Nu Skin. Thì sau đó thì mình tiếp tục làm. Trước đó mình không có gặp anh Linh nhá, mình không biết đội nhóm gì hết, nghỉ lên lên học việc xong về làm vậy thôi. Vậy là cứ tiếp tục làm vậy, là thành ra là tính ra là mình gần một năm á, là chỉ có bán lẻ thôi, không có làm gì hệ thống rồi, không biết gì hết. Thậm chí lên EZ rồi cũng nghĩ là ồ đây cũng nguồn thu nhập thêm á, tháng được thêm mười mấy triệu tiền. Vậy vì đến mức độ mà đến tháng 3 của năm 2018 á, vẫn một mình bán à, mà EZ là gần như là gần nửa hơn nửa năm à, một mình bán mà bán lăn khử mùi, bán nhớ là tháng 3 này như bán được cả ngàn chai lăn khử mùi cả ngàn Wow, tập chai. vừa rồi đấy. Tháng 3 2018 anh, đây là 2019 rồi. 18, Cái đợt đó cả ngàn chai lăn khử mùi. Rồi sau đó mới bắt đầu đi vào học học viện Team Elite, là cái bây giờ là Leadership Training đấy, là học học viện Team Elite. Rồi thì hồi đó là mình nghĩ là thì làm cũng ngon, mà vì với cái thu nhập như vậy thì ở quê ở gì thì làm gì có, hoặc là đi làm đi đi đi, đi kỹ sư ra thì làm gì có, kỹ sư ra bây giờ ra được 7-8 triệu thì làm gì có được. Thế là mình đi học vào trong cái học viện Team Elite. Mới đầu nghĩ là chắc là đi học học về bán hàng hay gì đấy,
đâu biết đâu. Thì vào đó bắt đầu học và có những cái trải nghiệm cực kỳ đặc biệt. Và và sau sau khi mà học trong học viện ra thì mới mới biết được á đến đội nhóm DMS Quan Bình. Còn trước đó chỉ biết chú Đin thôi và chỉ suốt ngày xem video chú Đin, không có biết gì về bên này cả. Yeah. Cho dù đến đến cái thời điểm đó là cũng ý rất rồi mà vẫn không biết. Thế là vì hơi tắc ra ngoài quá. Thế thế là sau khi mình học mình đi ở bên Học viện Team Elite về đấy, thì với cái những cái giá trị mà trong học viện nó mang lại, thì mình bắt đầu ra ngoài mình xây team, tắt khỏi Kim Trung luôn, ra ngoài xây team. Và cái đây mới đúng là cái hành trình làm new skin mới bắt đầu từ bây giờ. Thì ra ngoài xây team thì mình vào lúc đó là khoảng tháng 5 năm 2018. Tháng 5 2018 thì bắt đầu ra ngoài xây team. Thì mình tắt khỏi Kim Trung từ Gò Vấp rồi xây một cái văn phòng ngoài mới khoảng cỡ 10 người thôi. 10 người lúc đó team mình cả. Thì bắt đầu xây team thì nó cũng bắt đầu sắp mặt. Thì người mới mà. Em trước đó không có một cái kinh nghiệm gì về kinh doanh hết á. Chỉ có bán vậy thôi, mà bây giờ ra xây team làm việc với nhân sự rất nhiều và bắt đầu xuất hiện rất nhiều thách thức. Ví dụ cơ bản về nhân sự của mình vào em nói cái mà gần như ai làm hệ thống dính đó là nợ. Hồi mới làm á, mình nghĩ á, là mình là phải giúp hết sức mình, mọi nguồn lực, ngay cả tiền của mình phải giúp cho nhân sự của mình làm sao cho họ làm được. Rồi mình cho mượn hoài. Xong rồi cuối cùng có những người người ta ra đi á, người ta còn nói với mình thế này: à, do mày cho tao mượn á, thì tao mới nợ. Thì, ok, nhưng mà cái đấy á, khiến em cũng nói thật là cũng hụt hẫng. Nhưng không sao, cái đó cũng là một cái bài học. Em coi nhỏ đó như là một cái bài học, giống như mình chạy quảng cáo, mình mất tiền để mình biết cách chạy tốt hơn vậy. Em coi nó như vậy thôi. Cùng cái thời điểm đó thì em có lập ra một cái gọi là hội thánh content. Hội thánh content. Rồi hồi đó chạy quảng cáo là vốn là học xong NLP á, thì quảng cáo nó, lúc đó em mới học á, thì quảng cáo nó không có rẻ. Vì mới chạy mà. Chạy quảng cáo cũng không có rẻ đâu. Thế là mà không biết viết content sao nó hay hết á. Như vậy á, thì em nghĩ một cách đó là làm sao để tận dụng cái sức của nhiều người, để người ta cùng viết content cho mình, để mình cùng học từ họ luôn. Đó là em lập ra cái hội gọi là hội thắng content. Hội thắng content đó là cái luật chơi cơ bản như sau. Hội thắng content đó là khi mà một người vào á, thì người ta phải viết một ngày là một bài, ít nhất một bài, và phải nạp trước 22 giờ tối. Cái gì cũng được miễn sao, và đã tham gia là phải làm. Nếu nộp chậm nạp 200 ngàn chuyển khoản thẳng vào cô Nga. Đó. Thì cứ như vậy á, thì mỗi người thì vì ở trong đó content rất là nhiều, thành ra là người mới người ta vào học rồi, team khác người ta cũng vào học rồi, rồi dần dần bây giờ là cái hội đó hơn cả ngàn người rồi. Thế họ cứ vào học rồi người ta viết bài, thì em cũng không phải là người mới ban đầu đâu biết viết gì đâu. Thế là ngồi vào mình bắt đầu lấy một đống bài ra, mình ngồi phân tích thế này thế kia, những cái bài hiệu quả lấy ra phân tích, dần dần thì bắt đầu nó có cái các cách mình viết riêng. Rồi dần dần viết tốt. Rồi các bạn trong team cũng viết tốt luôn. Và em để cái luật chơi này trong vòng khoảng 4 tháng thì trong cái hội content nó khoảng 2.000 bài. Thì như vậy một người mới vào là người ta đọc trong đó thôi, em khỏi chỉ gọi content luôn. Khỏe. Đó. Kiểu đó bắt đầu vì lập văn phòng mới là mình không có gì hết, mình bắt đầu làm những cái luật như vậy. Rồi mình xây team, văn hóa, buổi sáng là đủ thứ hết. Rồi thì cũng bắt đầu xuất hiện những cái thất bại, rồi nó cũng có những cái thành công. Rồi dần dần nhân sự cũng có những người ra đi và những người không ra đi. Rồi mình cũng có những bài học riêng của mình. Mà cái team em chủ yếu là bán về Bioingo. Thì bán về Bioingo là vì có một thời điểm á, là bán kem là bán hết được. Bán một cân kem á, em chạy không có ra nữa. Và là khi đó là team nó cũng bắt đầu gặp những cái thử thách. Và là em đổi. Là ngày đó là mình không biết bán gì. Nhưng mình thấy nghe một người bạn bảo trong team bảo là ồ, mẹ của bạn ấy uống cái sản phẩm này á, tốt. Mà hồi mình cũng dị ứng với lại cả thực phẩm bổ sung, thực phẩm gì á, dị ứng á. Vì nghe cái đấy nghe cũng không có hay lắm. Thế là cầm, nhưng mà bây giờ hết cách rồi. Giờ thấy ồ, cái này hiệu quả hả? Thế là cầm lên, sáng ngồi viết bài quảng cáo, trưa chạy, chiều ra khách, tối chốt đơn, có đơn luôn. Thế là chuyển cả team qua bán bio, bán đến hiện tại vẫn đang bán Bioingo. Đó là khi mình bán sang Bioingo. Rồi thì sau này thì mình tách ra, mình làm ở việc ở dưới phần Thủ Đức, ở bây giờ hiện tại đến văn phòng hiện tại. Và làm thì mình bây giờ do có nhiều bài học mà tự trải nghiệm,
Thực ra thì những cái bài học này là anh Linh cũng dạy hết rồi. Khi mà mình đi học học viện này 30 ngày NLP á là anh Linh dạy hết sạch rồi. Nhưng đâu nghe đâu. Vì thì mình đâu nghe đâu. Thì khi mà mình làm mới làm thì mình nghĩ chắc làm mình dạy chắc là đúng á. Thì cứ làm thôi. Và rất là máu chiến, hồi đó là rất là máu chiến. Không nghe gì hết cả. Và mình cứ làm theo ý của mình cả. 100%. Kim Trung là upline nói không nghe luôn. Kim Trung nói nhiều quá, thế tắt khỏi Kim Trung luôn, thế tắt sang làm riêng. Là cứ cứ làm mình vậy, cứ làm mình thế là sau này mới thấy á, là càng làm á, những cái bài học mà anh Linh này và đội nhóm dạy cho mình á, nó càng rõ ra. À, đầu tiên là làm là phải có lãi, bán hàng là phải có lãi chứ. Có thời điểm em chuyển sang làm social nhưng mà em thấy không hợp lý em quay lại. Ừ, bán hàng là phải có lãi, cái người làm với mình á, trong thời gian ngắn phải có kết quả. Có những cái. À, và chỉ có cái kết quả liên tục á thì mới giữ thì và kết quả liên tục đó, sau này mình học DSC nữa thì không nói nhưng mà kết quả hồi đó là có kết quả liên tục và thì mình mới từ bản thân mình trước thì mình có thể giữ được đội nhóm thôi. Hồi đó là em nghĩ như vậy thì em tập trung hoàn toàn vào bán lẻ và hệ thống của em là sẽ làm như sau này. Hệ thống của em á, là từ cái team bán lẻ đầu tiên là mình tuyển vào là mình làm marketing, mình cũng bán sale luôn. Sau đó mình chỉ cho các bạn sell, sau đó em là em chia đôi lợi nhuận luôn. Em chia đôi lợi nhuận. Tức là em bán được được sau trừ hết chi phí chia đôi. Nên các bạn vào là các bạn hồi đó em mà không có vốn nhiều nữa. Là bắt đầu làm mình đâu có vốn đâu. Bây giờ làm sao để tuyển người? Mà làm sao để tuyển người mà người ta cũng có lời, mình cũng có lời. Vậy là em chỉ có cắt là mình chia đôi lợi nhuận với họ thôi. Là em chạy quảng cáo, chia đôi. Sau đó mình hỏi lại, mình cũng lại. Dần dần những các bạn chia đôi lợi nhuận đó mình hỏi họ là bây giờ muốn tách ra tự làm riêng không, mình phân tích cho họ cái bài toán là nếu mà họ làm chia đôi như vậy á thì họ chỉ có thể sell và họ sell và họ sell đến khi nào mà họ ngừng sell là họ không có tiền nữa, nhưng mà nhưng mà sau khi mà họ tách ra đầu tiên họ sẽ được 100%. Mà cái quảng cáo không phải là khó đâu, quảng cáo chỉ cần phải học một thời gian và làm liên tục thì nó sẽ ra kết quả. Thì các bạn bắt đầu là các bạn cũng thấy tiền mà các bạn vào các bạn làm. Sau đó sau một thời gian làm bán lẻ, các bạn bán lẻ thì bán được khoảng 30, 40, 50 triệu một tháng thôi. Các bạn bắt đầu thấy hết thời gian đi. Sau đó em bắt đầu bảo là các bạn bây giờ muốn rảnh hơn không? Vậy thì mình vào tuyển thêm người vào xem 50% đi. Là các bạn vào tuyển người 50%, vào 50%. Rồi các bạn cũng tự làm hết tất cả luôn. Cũng có những cái bài học nhân sự nhưng vì em cũng vấp rồi. Cho nên em cũng lý các bạn theo các hướng mà không bị vấp nữa. Và khi mà các bạn làm đến khi mà xuất hiện những trong cái nhóm những cái bạn sale đó xuất hiện những bạn muốn làm tiếp á thì mình tiếp tục là hướng các bạn tách ra và những bạn như vậy thì doanh số thì tự nó lên rồi tự lên ít và lên ít thì là ít do bán lẻ ra thì nó vững hơn rất là nhiều ít do bán lẻ ra. Và khi mà mình làm như vậy á thì những cái bạn ở dưới á thì các bạn hoàn toàn là tự chủ về mặt bán lẻ. Thậm chí các bạn tự bán sản phẩm khác em đâu biết đâu, sản phẩm trong skin mà bán sản phẩm khác. Bạn như bạn Kitty, bạn Raven, bạn bán Galvanic em đâu biết. Nhưng em chỉ bạn trong đây bạn bán kem răng thôi mà ra bạn bán Galvanic vì bạn thấy Galvanic lãi nhiều hơn thì bạn bán. Rồi như bạn Dương bạn chuyển sang bán Lumi hay là bạn Bảo bán bio, phần bán bio chẳng hạn như vậy thì các bạn tự chủ về mặt bán lẻ. Cho nên á là khi mà có một cái thử thách gì ví dụ như quảng cáo bão bùng gì á là khi em gom lại á thì tất cả các bạn trong nhóm của em đều có giải pháp riêng cho riêng mình. Thật ra là em... à, xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Không có quản thúc, không có làm gì ai hết. Cho nên là khi mà như vậy thì những cái mùa bão đấy em mới có thể vượt qua được. Đó là sử dụng sức mạnh của cả nhóm. Chứ nếu mà một mình em vẫn cứ cân, ví dụ chẳng hạn em cân không cho họ cái cơ hội để họ trưởng thành,
hoặc là tất nhiên là khi mà họ nhảy ra như vậy thì cũng giống như em, cũng gặp rất nhiều thứ, mình cũng giúp họ thêm, hoặc là phải có nhiều lúc phải để họ tự trải nghiệm. Thì mình làm như vậy thì cái đội ngũ của mình ở dưới thì bán lẻ sẽ rất là tốt. Đó là cái cách em làm. Đến hiện tại thì em vẫn đang làm như vậy. Và đặc biệt khi mình học thêm cái DIC mà sắp tới chắc thầy Linh cũng có khóa, đúng không? Có khóa, dạ. Có mời không ạ? Cái DIC là đặc biệt là nếu mà một cái người nào mà muốn làm một cái team á, hoặc là một người nào mà muốn làm một cái đội bán lẻ nó thật mạnh á, hoặc là một bài toán nhân sự thôi thì cũng bắt buộc phải học DIC. Cái này là cái bắt buộc, nó giống như việc mình phải học quảng cáo, học sale trong cái mô hình này vậy. Thì DIC cũng phải học như vậy. Mình thấy cái tiềm quan trọng nó ở đâu? Là khi trước đây á, với một cái nhân sự thì mình thường bị mắc một cái sai lầm rất là lớn. Đó là mình bị áp đặt họ theo cái mục tiêu của mình. Ví dụ như mình muốn đi Moscow chẳng hạn, hoặc là mình muốn lên team elite đi. Thì mình cũng muốn họ lên team elite thì mình cứ áp họ là phải lên team elite. Nhưng thực tế á, có nhiều người áp như vậy á, họ bỏ đi luôn. Họ cảm thấy áp lực quá, chịu không nổi. Sau này mình học mình mới biết được á, là có bốn nhóm người đó. Nếu mà mình cứ nói về team elite với cái người nhóm D thì người ta cũng sẽ theo mình, người ta làm luôn. Người ta cũng sẽ đi tuyển dụng này, người ta cũng sẽ đi phát triển hệ thống này kia. Nhưng nếu mình nói cái chuyện team elite với người nhóm Y á thì nó chán á, thì anh ta vẫn cứ vẫn bán lẻ, chán rồi sẽ làm cái việc khác thôi. Nếu nói với chuyện với người nhóm S á, mà nhóm team elite hoài á, họ áp lực quá, họ thấy cái này kinh khủng quá, họ bỏ luôn. Còn nếu mà nói chuyện với người nhóm C á thì nói team elite cũng nói hoài luôn, nhưng mà người ta vẫn không có thay đổi đâu. Vì người nhóm C người ta cũng sẽ tiếp tục là team elite tháng này phải lại khoảng 20 triệu, 50 triệu, 30 triệu trước. Như vậy thì cái người nhóm C thì mình cũng không có nói team elite được. Cho nên khi sau này em tuyển dụng á, đối với những người nhóm DI á thì em làm việc trực tiếp và em đặt mục tiêu để người ta phát triển hệ thống là người DI hoặc là người DC, tức là phải có nhóm D thì em mới làm việc hệ thống. Còn nếu không có nhóm D thì em sẽ không làm việc hệ thống. Người có nhóm S thì em chỉ sẽ hướng họ là về cái phương diện là mình giữ nhân sự, làm sao để giữ cái nhân sự. Đó là mình chỉ cho họ về quảng cáo thôi, và làm sao để họ tuyển team, và họ giữ nhân sự rất là tốt như nhóm S. Giữ tốt hơn em rất là nhiều. Và cái người nhóm Y chẳng hạn thì phải gom những người nhóm Y lại với nhau một chỗ cho nó vui, rồi mình quản lý chung chẳng hạn như vậy. Sau này mình biết rất nhiều, hoặc là những người nhóm C ấy, thì mình cứ phải từ từ với họ, chứ không có thể tốc độ được. Thì sau này mình học thì mình thấy rõ cái điều đó, nên mình dùng áp dụng DIC vào mọi thứ luôn. Sell là khách hàng, DIC phân loại ra để sell. Quảng cáo cũng sẽ viết content theo DIC luôn, và nhân sự cũng DIC, về nhà đối xử với anh em bạn bè cũng DIC. Cứ vậy mà làm. Thì trong team là nhân sự ngày đầu tiên vào trong team không học cái gì hết, cho lên khóa online học DIC của thầy Lê Minh Tuấn. Học trước để mình biết được khi người ta nói ra như vậy là người ta thấy nhóm S của em không? Em cần phải tắt bớt cái đó đi để tăng nhóm D lên, là người ta tự biết người ta làm. Rất là khỏe. Thì đó là cái DIC thì sau này mới áp dụng được. Còn trước đây thì không biết nên sắp mặt rất là nhiều. Nên mình có lời khuyên là nếu mà bạn nào muốn phát triển team mạnh hơn á, thì sắp tới đây thầy Linh có mời thầy Lê Minh Tuấn về có dạy đó, thì mình nên đăng ký đi. Mình học có 3 ngày rồi, nhưng mình hiểu rất rõ. Cái này giống như kiểu là mình biết được cả tính cách người khác. Sáng hôm nay em có dạy ở trên đây có khoảng chục bạn cùng học và DSC á, thì cũng rất là hay. Hay quá. Thì đó là cái câu chuyện của New Skin đến hiện tại đó. Thì em vẫn kết luận nó là phải tập trung. Bán lẻ chính là cái phễu để mình làm cơ hội. Nó là cái cơ hội thì mình phải làm rõ cái cơ hội. Bán lẻ phải tốt mới thu hút được người khác. Còn cái chuyện sau này thì thì thực sự mà nói thì có những người thực sự người ta đã làm kinh doanh rất lâu rồi thì người ta mới nhìn thấy cái rõ cái tầm nhìn thôi. Chứ người mới vào em nghĩ là vẫn là phải là bán lẻ cho chắc rồi tính. Cho câu chuyện của em. Ok. Anh chị em nào chúng ta có những cái câu hỏi nào thì chúng ta cùng comment các câu hỏi để chúng ta hỏi để Phi trả lời cho chúng ta nha các bạn. Chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện của Phi đấy, bạn làm cũng rất là đơn giản đúng không? Chứ nó không có gì là phức tạp cả. Bắt đầu bằng việc đó là bán lẻ. Và đó cũng là cái mà thực ra thì khi nghe câu chuyện của em ấy, thì ngay đầu tiên anh cũng vậy thôi. Kể cả là dù mình đã kinh doanh rất là nhiều năm, mình nhìn thấy cái cơ hội của kinh doanh của Nuskin ấy, đó là một cái hệ thống nó rất lớn và nó làm cho mình đó là vươn tầm ra về thế giới. Mình có tạo ra, có những cái đòn bẩy để mình bứt phá rất là mạnh.
Nhưng anh luôn ý thức một điều rằng là cái team của chúng ta nó chỉ mạnh khi mà mình làm được một mô hình bán lẻ. Và những người mà vào làm, kể cả họ chưa có hệ thống mà họ vẫn có cả thu nhập hàng trăm triệu đồng ấy, và sản phẩm nó phải chạm được đến tay của người tiêu dùng, thì lúc đó của chúng ta mới là thụ động được. Còn nếu mà cái người bán trực tiếp mà vẫn không có lãi nhiều, rồi khách hàng vẫn không được dùng những cái người mà tiếp cận với sản phẩm không phải là người khách hàng, người tiêu dùng đó, thì như vậy là hệ thống đó nó sẽ không bền vững và nó không thực sự là thụ động được. Và như vậy chúng ta sẽ làm rất là cực, chúng ta phải nói rất là nhiều. Nhưng nếu mà người tiêu dùng, người ta dùng sản phẩm và những người bán lẻ và người ta có lãi đấy, thì tự động đó người ta có động lực, đúng không? Nên là anh, kể cả một người mới đến bây giờ anh thấy mà vô trong thời gian đầu tiên, 6 tháng đầu tiên tập trung vô việc mà đó là phải có lãi 200 triệu đồng một tháng đó. Khi mà người ta có được lãi 200 triệu đồng một tháng từ bán lẻ đấy, thì tự động lúc đó post lên cái thì người ta tuyển dụng nó rất dễ, đơn giản. Đó là nên là họ thấy cuộc sống của người này thay đổi này, hoàn cảnh sống thay đổi này, rồi giúp được cho gia đình, giúp được cho bố mẹ, giúp được cho rất nhiều người ở trong gia đình, và cuộc sống họ thay đổi, thì tự nhiên nhiều người sẽ hỏi đâu mày làm gì mà có nhiều tiền như thế, đúng chưa? Thì sau đó chỉ cần chúng ta show ra ở đây, ta chạy sản phẩm đây, fanpage đây, đó tài khoản quảng cáo đây, giao hàng đây, tài khoản ngân hàng đây, chỉ cần đưa ra như vậy thì chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Và lúc đó chúng ta vào, chúng ta hướng dẫn cái gì là người ta làm cái đó, bởi vì kết quả nó sẽ nói lên tất cả đó. Rồi sau đó thì khi mà người ta bán lẻ có lãi rồi đó, thì người ta thấy rằng là à bây giờ người ta đã có một cái nguồn thu nhập lượt từ bán lẻ rất tốt như thế này rồi, thì việc kế tiếp đó là chúng ta chỉ cho họ đây, bây giờ muốn có thêm thu nhập nữa không, muốn có thu nhập nhiều hơn và thời gian thì mất ít hơn, xây dựng hệ thống đó. Thì lúc đó là người ta sẽ tuyển rất là dễ, và có kết quả thì người ta hướng dẫn cho người khác nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Đấy. Thì cái này em học là chủ yếu từ chị Phương Mai. Chị Phương Mai là có cái team bán lẻ rất là mạnh. Thì chị luôn nói với bọn em á, là cái lõi của việc mình làm á, chính là bán lẻ. Và khi mà mình bán lẻ tốt á, thì tự nhiên mình sẽ tự tin và mình chia sẻ rất là dễ dàng. Chính xác luôn. Đó. Các bạn có câu hỏi gì à? Bạn Nguyễn Khắc Đoàn hỏi này, nếu giờ người mới bắt đầu có thể bán lẻ và đi Moscow không ạ? Trả lời em. Dạ, ok. Thì cái người mà thì mình biết đi Moscow là mình phải lên đến Ruby đúng không ạ? Đúng rồi. Ruby. Và duy trì trong vòng 4 tháng. 4 tháng. Thì tức là 4 tháng là tháng 12, tháng 11, tháng 10, tháng 9. Thì cuối tháng 8 phải lên Ruby. Bây giờ mới tháng 6 mà. Kịp. Thì cái việc mình bán lẻ thì làm sao? Thì đơn giản thôi. Với mình bán cái sản phẩm, làm sao để lên team, làm sao để đi Moscow á, trong thời điểm này thì mình chỉ có là làm sao để mình bán lẻ trong thời gian ngắn nhất. Nếu mà thời gian của mình còn khoảng 2 tháng để mình lên Ruby, thì mình chọn cái sản phẩm nào mà nó nhiều điểm, mình bán thôi. Và thứ hai á, là làm sao để tập trung trong thời gian ngắn nhất mình bán có lãi thôi. Bán có lãi, ví dụ như chọn cái Gvanic bán lần lãi mấy triệu, bán lần lãi mấy triệu, mình cần đăng cái đấy lên Facebook thôi, thì mình nghĩ là cũng lên Ruby đó. Với điều kiện phải tự bán tốt, vì hoặc là phải có team bán lẻ tốt. Vì nếu mà mình có cái điều đó, mình show kết quả ra thì mình nghĩ là chẳng ai mà không theo, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đó. Nguyễn Khắc Đàn, em nắm rõ được gì ạ? Ví dụ như bây giờ nhá, mình cần trở thành Ruby á, thì bây giờ là đầu tiên mình cho phép mình là trong tháng này và tháng sau liên tục là 2 tháng liên tục đấy, là mình đều phải bán lẻ và mình ra được cái kết quả. Đó là một tháng mình bán khoảng tầm 12 đến 15 ngàn điểm. Ví dụ như mình bán một cái combo gồm Lumi với là Galvanic Spa đấy, với là thêm một cái thực phẩm bổ sung nữa, thì một ngày mình chỉ cần bán là 2 đơn thôi là mình đã có được khoảng 12 ngàn điểm một tháng, đúng chưa? Và khi mà mình có được 12 ngàn điểm rồi đó, thì lúc này là mình show kết quả. Ví dụ 12 ngàn điểm là tiền, và tiền từ hệ thống ấy là nó đã khoảng 170 triệu rồi, tiền từ bán lẻ nó ra được khoảng tầm 150 nữa, thì một tháng như vậy là mình có được khoảng hơn 300 triệu một tháng, là vừa cả thu nhập hệ thống vừa cả từ bán lẻ. Vậy nên hai cái nguồn thu nhập này đó, và trong 2 tháng liên tục như vậy, thì chúng ta đưa ra, chúng ta sau ra, chúng ta tuyển, thì lúc đó nó sẽ có rất nhiều người, người ta đến và người ta đồng ý. Chỉ cần nói như Phi đó, đó là chỉ cần post ở trên Facebook cá nhân của mình thôi, thì mình có khoảng chục người chẳng hạn, thì chục người mình chỉ cần lọc ra 4 người mà người ta chất lượng và người ta mong muốn, người ta làm đó, người ta theo đuổi mình, thì lúc đó 4 người này thì vô mình đào tạo cho họ rất là nhanh, đúng chưa? Thì trong trường hợp là họ mà không có chưa họ đang trong cái quá trình đầu tiên rèn luyện đấy, và có phải là vì mình đã bán được một tháng 12-15 ngàn điểm rồi, thì có phải là mình bỏ cho bốn chân này là họ 6 ngàn 6 ngàn,
thì họ đều lên eject, đúng chưa? Mà lên eject kể cả không có nữa thì mình điểm mình cũng cân để mình đi được Moscow mà. Bởi vì thực ra Moscow á, là mình chỉ cần 10.000 điểm là mình đã được đi Moscow rồi. 4 chân với là mình nữa thì mỗi chân 2.000, với là chân mình 2.000 nữa là mình đi Moscow được rồi. Thì đơn giản là mình chỉ cần làm như vậy, bán lẻ tốt là tự nhiên chúng ta đi được Moscow thôi. Đúng rồi. Chính xác. Đúng không? À, có bạn này hỏi này. Đỗ Hồng Nhung, Đỗ Thị Hồng Nhung, apply cũ của em đấy. À, em có người ngoài Hà Nội muốn học và sell ở Hà Nội thì em có thể gửi nhờ ai hỗ trợ ngoài đấy ạ? À? À, cái này thì ngoài đó có các bạn ở ngoài Hà Nội thì có team của Trung Lê này. À, thì có thể em post ở trong các trong group ấy, thì sau đó anh sẽ kết nối cho. Hôm nay đây là chủ đề của bạn Phi, chúng ta sẽ tập trung vào cái câu chuyện về đặt những câu hỏi của Phi nhiều hơn. Không biết là Phi ở ngoài Hà Nội có bạn nào có thể hỗ trợ cho Hồng Nhung không? Không ạ, ở Vinh thì có, nếu mà bạn ấy mà về Vinh thì có một team ngoài đó, team rất là mạnh. Ok, và là Hà Nội không có, chỉ có Vinh thôi đúng không? Rồi, bạn Phạm Thanh Tú hỏi em này. Anh Linh ơi, em mới bắt đầu, em muốn xem các video cách anh mới làm thì em có thể xem ở đâu để học hỏi ạ? Cái này chắc trên kênh YouTube anh rất nhiều. Đúng rồi. À, em vào cái kênh Lee Robert ở trên YouTube thì sẽ có rất nhiều video ở trên đấy em nhé. Rồi, các bạn nào chúng ta có những câu hỏi nào thì chúng ta dành cho câu hỏi cho Phi nhé. Thì anh có một cái câu hỏi dành cho Phi như thế này. Đó là khi mà em xây dựng đội nhóm đấy, thì đâu là cái thách thức lớn nhất mà em vấp phải trong quá trình mà em làm xây dựng đội nhóm và em bán lẻ trong cái thời gian đầu tiên? Trong thời gian đầu tiên, bởi vì những cái chuyện ở đây anh muốn đó là khi mà chúng ta có được những cái thành quả bây giờ rồi thì chúng ta quay lại, đó là cái thời kỳ mà chúng ta mới bắt đầu á, để chia sẻ cho những anh em mà chúng ta vừa được qua cái giai đoạn đầu tiên. Bởi vì khi mà chúng ta vừa được qua giai đoạn đầu tiên rồi thì sau này nó rất là dễ dàng, đúng không? Dạ. Thì trước khi mà chia sẻ về cái đầu tiên này, em có chia sẻ một cái là cái mà khiến cho cái đầu tiên của mình làm rất là tốt. Đó là sao? Đó là trong cái team của em á, thì em có đến 7 bạn là có bằng đại học vào trong team của em, thì có 6 bạn bỏ cuộc. 6 bạn bỏ cuộc. Còn cái trong cái thời điểm của em làm được việc đầu tiên á, thì cho dù là lúc em đang đó tóc hoa luôn, nhưng em bỏ. Em qua hẳn Nu Skin là 100%. Và lúc đó là thực sự mà nói là áp lực từ rất là nhiều phía, gia đình này, bạn bè cũng rồi đủ thứ hết, gần như không ai tin em thời điểm đó. Nhưng vì không có con đường nào khác hết, vì nó hết đường rồi, giờ chỉ có một đó là làm cho tốt, hai là xong phim rồi, đúng không? Cho nên đó, hồi đó mà em làm kinh lắm. Em với bạn Phát là hai bạn cùng nhau làm đầu tiên, hai bạn cùng làm đấy. Thì cái chìa khóa đây á, đó là hết mình thôi, 100%. Cái thời điểm đó bọn em làm là khi ngủ á, là cái điện thoại cầm trên tay này mà để xa xa tí sợ vô sinh đó, để cái điện thoại để vậy, nó reng một phát là dậy xem. Mà hàng ngày á là gần như là 1 giờ sáng dậy xem ẹt, 3 giờ sáng dậy xem ẹt, rồi các kiểu. Cả ban ngày thì lái xe, hồi đó không có tiền nhiều nên nhiều khi tiết kiệm ship và lấy xe lái đi giao hàng luôn. Là tức là cái em muốn nói ở đây thôi. À, bạn Phát cũng vậy, bạn Phát cũng y như em. Và bạn còn bị gãy chân nữa, lúc đó là gần như là hai đứa là ngồi ăn mì tôm với lại làm cái điều này thôi. Tức là việc vượt qua được cái giai đoạn đầu tiên, tức là mình không còn cái đường lui nữa, mình sẽ làm được. Em chỉ nói thế thôi. Cho nên trong nhóm em có những cái bạn cùng là giai đoạn đầu tiên. Có bạn như bạn Bảo chẳng hạn, bạn không có bằng luôn. Và khi mà cái bạn apply của bạn Bảo là có bằng đại học. Em không có nói cái chuyện là mình có bằng này không tốt nhé. Nhưng mà cái bằng đại học á, thế là bạn apply của khi mà cơn bão vào tháng 7 á, có một cái cơn bão đến. Thì bạn Bảo á, thì bạn tiếp tục làm việc và làm đến bây giờ luôn, một ý rất rất đều đặn của em. Còn bạn kia có bằng cái chạy ra đây làm công ty khác. Cái đấy là cái em muốn nói. Đó là nếu mà mình vẫn không bỏ cuộc trong cái giai đoạn đầu tiên á, thì mình sẽ làm được. Chứ không có gì cả. Ok. Hay quá. Em có thể chia sẻ thêm cho mọi người là khi mà trong đội nhóm của em, khi mà em xây đấy, thì với nhiều con người thì họ có những cái đặc tính và có những cái đặc điểm khác nhau. Thì làm sao đó là để em cùng với tất cả mọi người cùng phối hợp với nhau để tạo ra những kết quả một cách bền vững như thế? Dạ thì
Thì cái này á là cũng rút ra từ một cái bài học mà trước đây em thì khi mới ra làm thì mình cũng nông nổi á. Thành ra là nhiều khi mình hay áp đặt cho người khác. Thì khi mà mình áp đặt cho người khác thì thành ra là người ta có thể nghe mình đấy, nhưng mà người ta sẽ không làm với mình trong thời gian tiếp theo. Chắc chắn điều đó xảy ra. Cho nên em khi mà với nhiều nhóm tính cách khác nhau thì em vào đây là em đầu tiên em phải tôn trọng về tính cách của họ, tôn trọng về mục tiêu của họ. Em chỉ hỏi họ mục tiêu thôi, mục tiêu họ có gì đâu, em tôn trọng. Và em luôn hướng để giúp họ đạt được cái mục tiêu của mình. Ví dụ gần đây nhất, có một bạn đó là bạn Hải, bạn Nguyễn Ngọc Hải. Bạn sinh năm 99 rồi. Tức là bạn vào đây á, với cái mục đích của bạn đơn giản là bạn muốn mua cái xe mô tô. Thì em cũng không thể nào mà em bảo là không phải, vào đây là để kinh doanh kiếm tiền rồi phải lên team elite. Nhưng mà bạn bảo là bạn muốn kiếm cái xe mô tô trước. Thì em phải tôn trọng nó vì đó cái của nhóm Y. Người ta thích cái mô tô thì người ta muốn mua thì em tôn trọng, và em cũng sẽ từng bước giúp cho bạn làm từng bước một để bạn đạt được cái mục tiêu của bạn đó. Sau đó em sẽ nói với bạn về cái mục tiêu cao hơn, thì từ đó thì mình mới giữ được người ta với phối hợp với người ta tốt được. Chứ nếu mà từ ngay từ đầu họ vào mà họ làm theo mình, muốn họ làm theo ý của mình thì thành ra lúc đó là không được. Cho dù họ bạn là sale của em thôi, nhưng em vẫn rất là tôn trọng mục tiêu và mong muốn của bạn và tìm một cách để bạn đạt được. Đó là cách em giữ người thôi. Hay quá. Với là thêm một cái câu hỏi nữa là trong đội nhóm của em, khi mà có những cái mâu thuẫn giữa các thành viên ấy, thì bởi vì sẽ có những cái hiểu nhầm trong quá trình mà chúng ta giao tiếp trong một cái đội nhóm, trong một cái văn phòng, đó là điều nó cũng sẽ dễ xảy ra, đúng không? Thì em là một người leader thì em sẽ xử lý, em đã xử lý những cái trường hợp đó như thế nào để cho mọi người cùng nhau hiểu nhau và đoàn kết với nhau và làm việc với nhau nó một cách tốt hơn. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì em cũng học từ anh Linh thôi. Tức là mình sẽ phải học về cái cách giao tiếp. Cái cách giao tiếp là mình phải coi trọng phản hồi và phải làm rất rõ hai bên là mình mâu thuẫn về cái gì, mình giải quyết. Ví dụ như khi mà một bạn về cái, chẳng hạn có những lúc mình hiểu nhầm với nhau và hai bên là xích mích với nhau rất là nhiều, thì đầu tiên em phải hỏi bạn, ví dụ A và B đi, hỏi bạn A, sau đó hỏi kỹ bạn A, sau đó hỏi bạn B, sau đó làm rõ lại. Khi mà em thấy nó rõ ràng rồi, em mới gọi hai bạn lại với nhau và nói cái hướng giải quyết chung. Vậy thôi. Tức là mình phải làm rõ từng người một, chứ không có vào cái lôi hai người vào xong rồi nói trận. Cái đấy là em cũng không thích. Mà phải từng người một, làm rõ bên này, làm rõ bên kia. Khi nào xác minh là hai bên thông tin nó không bị chân nhau nữa, để xem có cái hiểu lầm hay không, thì mình mới bắt đầu xác minh. Mà thường thường là chỉ có hiểu lầm thôi chứ cũng không có cái gì ở đây cả. Hay quá. Rồi, thì anh còn muốn hỏi thêm một cái nữa là gì? Chúng ta trong quá trình mà chúng ta xem livestream, chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào dành cho bạn Phi thì chúng ta hãy đặt câu hỏi comment dưới bạn Phi nhé các bạn. Bởi vì Phi là thuộc về nhóm C đúng không? Nên là rất là DC. Gọn gàng, đơn giản, là ngắn gọn. Thì nên chúng ta thấy là Phi chia sẻ không có giống như những bạn của livestream trước đúng không? Là rất nhiều câu chuyện. Nhưng Phi thì rất là ít, đơn giản, xúc tích, đi thẳng vô vấn đề, đặt một câu hỏi thì trả lời một câu. Rất là đơn giản như vậy thôi, thì đó là thuộc về nhóm C đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà, có phải là khi mà bình thường chúng ta kinh doanh ấy, chúng ta thấy rằng là cái người nhóm C họ ít nói như thế, họ chắc là khó làm, nhưng chúng ta thấy rằng là bản thân Phi nói không có nhiều, rất đơn giản, nó rất là ngắn gọn, đó là xúc tích. Nhưng Phi lại làm nên được một đội nhóm rất là mạnh và rất là vững chắc nha các bạn. Thì đó là điều mà chúng ta thấy, để thấy rằng là gì? Chúng ta không bao giờ đánh giá về bất kỳ một người là người này làm được hay là người kia làm được, đúng không? Bởi vì bên trong con người chúng ta đều có được tiềm ẩn rất lớn, mà chúng ta chỉ cần khai phá đúng cái tiềm năng của họ thôi thì lúc đó họ làm sẽ rất là tốt. Đúng không? Dạ. Ví dụ như câu ngay cả trong đội nhóm của em. Em nói đi. Dạ. Ngay cả trong đội nhóm của em á, thì em vẫn yêu cầu là mình tăng D là để mình làm lead, và mình phải kinh doanh thì mình phải có D cao. Mình tăng Y là mình để mình kết nối. Nếu mà mình không có Y á, thì thành ra là mình không có người luôn, nó thẳng như thế. Mình tăng S là để mình giữ người. Và đặc biệt là C là phải có. Vì cái C là gần như là ông nào kinh doanh mới đầu cũng vấp hết, đó là tài chính. Dính vào trong cái gọi là tiền ấy. Người làm thì mình nghĩ là nhiều, xong rồi mình không có kiểm soát á. Xong rồi tiêu, rồi hồi nợ đóng. Cái đấy là ông nào cũng dính hết, gần như là ông nào cũng dính. Cho nên cái C là em cực kỳ khắt khe cái chỗ này.
Và em khi mà làm với nhau, cho dù hai bên không liên quan đến em mà hai bên mượn nhau đồ, em vẫn yêu cầu là phải có cái xác minh. Yeah. Làm rất rõ. Vì cái đấy nó sẽ mang lại cái gọi là cái bền vững về mặt lâu dài về quan hệ hai bên. Nó không bị xích mích. Yeah. Em yêu cầu nhóm C rất cao. Dạ, yeah, hay quá. Tiếp tục đi em. Đấy, nhóm C rất rõ ràng đúng không? Từ Phi là một người nhóm C rất là rõ ràng, rất là gọn gàng và xúc tích. Được chưa không ạ? Đúng. Thì bây giờ anh muốn hỏi em một chút đó là, vậy thì dù em là một người nhóm C, nhưng khi mà mấy lần mà anh cà phê với em ấy, thì anh thấy là, và ở anh ở trong cái group mà hội thánh content ấy, thì anh lại thấy rằng là em là một người làm content rất tốt và nghĩ ra được những cái ý tưởng, nghĩ ra được những cái cách mà để chúng ta làm về cái nội dung quảng cáo với giá rất là rẻ. Đúng chưa? Và đúng anh gặp anh thấy ồ đây là một điều nó rất hay mà bản thân anh cũng không nghĩ ra được. Vậy thì là thường mà trong lúc đào tạo này, thường những cái đó là nhóm Y là người ta sẽ nghĩ ra được nhiều nhất. Nhưng trong quá trình mà anh làm thì anh lại thấy em là một người nhóm C nhưng em lại làm cái đó rất tốt, thì em có thể chia sẻ cho mọi người được không? Ừ, thì đó cái suy nghĩ em tư duy ra sao để mà làm ra được nhiều cái content như vậy? Thì đó là quá trình tổng hợp thông tin với lại biến tấu một chút thôi anh. Thì đó như em đã nói á, là cái hội content của em á, nó có hàng ngàn cái content nó đăng lên như vậy. Thì trong hàng ngàn cái đó sẽ có rất nhiều cái hay. Mỗi cái một chút. Ngoài ra thì em cũng hay đi xem content, gọi là xem dạo á, của người ta quảng cáo. Và cũng như là lên những cái trang web mình đi xem content rất là nhiều. Thì trong quá trình làm thì em thấy được một điều á, đó là những cái nội dung á, nó càng sáng tạo thì nó càng hiệu quả. Yeah. Nó càng sáng tạo càng hiệu quả. Nó đơn giản nhưng sáng tạo sẽ hiệu quả. Thì em thấy là như vậy. Cho nên đến một thời điểm á, là cả team em ngồi viết dung dịch vệ sinh phụ nữ. Viết content về dung dịch vệ sinh phụ nữ. Và viết rất nhiều. Và viết rất vui luôn. Và các bạn viết rất hào hứng. Hàng ngày viết con trai con gái gom lại với nhau một bàn ngồi viết content, cười rất là nhiều. Và em học từ những cái đấy. Học từng chút thì dần dần cái content nó sẽ rất là nhiều cái hay để mình học, rồi nó sẽ trở nên sáng tạo. Chứ không phải là vốn em là một người học kỹ thuật ra, thì mà thậm chí là học cả lập trình các kiểu nữa, thì em nó thật là cực kỳ, trước đây là cực kỳ khô khan và ít nói. Thành ra là cái content mà để mà bảo là viết sáng tạo từ ban đầu là không có đâu, mà phải tổng hợp. Đó là tổng hợp đó. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Rồi vậy ngoài, thì anh ngoài đó tò mò một chút đấy. Thì mỗi ngày mà em training và em huấn luyện đội ngũ như thế nào để mà đội ngũ của em họ có thể học tập và phát triển một cách nhanh như thế? Dạ thì với cái mong muốn của em thì ban đầu luôn là thế này. Với một người mới vào là làm sao cho họ độc lập nhanh nhất có thể. Cho nên em luôn luôn khi bất cứ khi có một cái cơ hội nào để họ có thể tự làm được, em cho họ tự làm hết. Ví dụ như sale của em, sau khi mà bạn để mà bạn biết sale đó, thì vào em sẽ chỉ như sau. Đầu tiên là em lên mạng xem cái sản phẩm đó là gì đi em. Đúng không? Rồi thứ hai là em nghe, em quăng video audio qua cho mấy cái bài kịch bản sale sẵn đó. Rồi em nghe xong em viết cho anh xem cái kịch bản sale đi. Rồi viết xong rồi ok, vậy thì em tiếp tục em luyện sale ghi âm giả lập cho anh đi. Rồi khó khăn đúng không? Em thấy team mình ai sale giỏi nhất? Trong hội đơn á, đơn sale ai đơn nhiều nhất? Hỏi đi em. Rồi từ từ họ tự làm hết thì họ tự lập thôi. Yeah. Và đến khi mà họ bán được rồi, em hỏi thêm là bây giờ em thấy quảng cáo vậy em muốn học không em? Ok học rồi, rồi quăng video qua tiếp, học đi em. Học rồi sai gì anh sửa. Rồi từ đầu đến cuối gần như là cái nhân sự của em á, là em không làm thay cái gì hết. Và khi mà mình không làm thay cái gì hết thì mình sẽ có người chủ động. Yeah. Vì nếu khi mà em cứ làm đi làm thay cho người ta thì người ta sẽ ỉ lại. Và em cũng lọc luôn là đối với người mà người ta là không có chấp nhận đó, là phải tự làm á, dưới sự hướng dẫn của em thôi, thì em sẽ không làm việc cùng. Như vậy để làm việc cùng em thì cần phải chủ động, thế thôi. Em cứ vậy là cái đội nhóm mà cứ chủ động tự làm trên xuống dưới. Dạ hay quá. Rất đơn giản và ngắn gọn, chúng ta rất dễ hiểu đúng không? Có bạn Phi Đào hỏi em này, tuyển người như thế nào Phi ơi, cách chọn người sale hoặc là downline? Cách chọn sale và downline
Thì đầu tiên á là mình phải xem rõ họ là họ có thực sự muốn không. Có nhiều người, người ta thấy là tiền đấy, nhưng mà khi mình thử họ trong vòng vài ngày đầu tiên cực kỳ khó khăn. Vài ngày đầu là mình phải nói làm rõ cái tư duy tưởng của họ là cái này là cực kỳ khó làm chứ không phải là dễ làm đâu. Vì đơn giản là mình không cần bằng cấp, không cần gì hết á, nhưng mà vào đây hướng dẫn, có hướng dẫn và làm chắc chắn là thành công, nhưng phải cực kỳ khó làm chứ không phải là dễ làm. Vào làm thử đi, vào làm trong mấy ngày đầu tiên thấy mọi người vẫn làm có lãi. Và một số bạn thì vào đấy làm vài hôm đầu tiên thì bảo, nhưng mà em vẫn nói rõ là nếu mà vượt qua được khoảng nửa tháng, tháng đầu tiên nó sẽ làm kết quả rất là ok. Thì họ thấy đơn hàng ngày họ đăng lên mà. Em đâu có cần phải nói nhiều, đơn hàng ngày đăng lên. Và mình xem như vậy thì cái người chủ động thì người ta, người mà cam kết đó, thì người ta sẽ ở lại. Cho dù là họ đến có những người làm cả tháng trời, người ta vẫn ở lại cho dù chưa ra kết quả. Nhưng những người thường á thì em để ý á, những người nhóm DI rất nhanh ra kết quả nhưng rất ẩu. DIC á, DI nhanh ra kết quả nhưng rất ẩu. Và DI mà làm ra nhiều tiền thì rất dễ mất tiền, thằng DI. Nhưng mà làm được rất nhiều tiền. Thằng còn nhóm SC thì lại có vẻ chậm hơn nhưng rất là bền. Như vậy thì em sẽ chọn D với I, là sau khi mình xem rõ là người ta thực sự mong muốn thử đó mà, thử người mà, thì mình sẽ xem rõ nếu họ là D, DI hoặc là nếu họ DI hoặc DC thì mình sẽ có thể nhận làm sale luôn. Thì thường những người này sẽ ra kết quả rất nhanh. Em test thử mấy người thì em thấy là người ta ra kết quả cực kỳ nhanh luôn. Còn những người S với C thì mình sẽ phải làm cách khác, đó là mình phải làm sao để tăng D họ lên bằng cách là mình hướng dẫn họ tự làm. Em làm như vậy. Người nhóm Y á thì mình quăng cho một cái người người nhóm Y khác làm việc cùng, và mình kiểm soát cả hai luôn. Bằng kiểm soát là kiểm soát về cái mặt gọi là chi tiết thôi, chứ họ thì họ làm vui vẻ với nhau, họ làm kết quả cũng nhanh. Thì em tuyển như vậy. Em phân người ra, để em tuyển xong rồi em phân người ra. Thì sale thường là tuyển DI với DC. Nói thẳng như thế. Ok. Rồi, đó là cách mà chọn sale là DI với là DC. Đúng không? Còn với downline thì sao em? Rồi em. Với downline thì thực ra thì nếu mà bạn ấy mà thực thế em chọn downline, thực ra nếu mà bạn ấy là mong muốn làm downline luôn á, tức là mà muốn tự làm á, em vẫn hướng dẫn. Vì cái đấy là mong muốn của bạn, em rất tôn trọng. Còn nếu mà bạn vào thường thường mấy bạn muốn làm sale á thì em phải xem đã. Vì á mình luôn tập trung vào trong đội sale của mình. Mình là bản thân mình là luôn tập trung vào đội sale. Thì có đội sale có kết quả thì đội nhóm dưới nó mới làm được. Đội sale có kết quả là ở dưới nó giống y hệt. Cho nên á là tập trung vào đội sale, nên đội sale mình phải lựa chọn những cái gọi là người nhanh nhẹn nhất. Nên em chỉ chọn DI, DC. Còn downline, nếu mà những người DI, DC đó họ vẫn muốn làm downline, vẫn sẵn sàng, nhưng em cho họ hai sự lựa chọn. Còn người nhóm C với nhóm Y, nhóm C thì người ta cũng làm độc lập lắm, nhưng nhóm C thì không có cái là mình nói họ không nghe, nó thẳng thế. Họ ít nghe lắm, họ ok đấy nhưng mà họ không làm đâu. Còn nhóm S thì họ từ từ. Với nhóm S thì mình cũng sẽ hướng dẫn họ, mình phải nói rõ với họ là họ phải vượt qua được bản thân của mình. Để cái nhóm S nếu tăng D lên thì cũng rất là giỏi. Nên mình cũng từ từ mình cũng hướng dẫn. Vậy là nhóm C và nhóm S cao thì em sẽ giữ lại làm downline bình thường. Và hướng dẫn họ từ từng bước. Nó sẽ phát triển tốt hơn. Đó là kinh nghiệm em làm với downline. Yeah. Còn nhóm D, A và DC là vào, là xong làm sale. Làm sale xong phải tự tách ra làm riêng. Làm riêng xong rồi phải tự tạo team sale. Team sale phải tự nhân team sale. Em làm như vậy. Ok. Hay quá. Chúng ta với là anh có gặp em lần đấy thì cái cách mà team Phi xây dựng hệ thống là thường là Phi bắt đầu cho các bạn là từ việc mà vô bán hàng trước, đúng không, và team sale trước. Đúng rồi. Từ team sale bắt đầu họ sale một thời gian, họ thấy ồ cái này lãi quá, cái này hay quá, xong rồi bắt đầu họ sẽ dần chuyển thành downline, xong rồi Phi lại tuyển ra một cái team sale mới, và cứ từng bước như vậy là Phi luôn luôn là có cái đội sale mới và sau đó tạo ra. Thì em có thể nói cho mọi người về cái ý tưởng đó, về là cái cách mà em đã triển khai và em đã chạy nó như thế nào, và cái kết quả nó ra sao, thì em có thể chia sẻ với mọi người một cách rõ ràng hơn được. Thì á là cái trước hết thì em muốn nói về một chút về cái nhược điểm của thằng này, đó là mình phải train team theo sale liên tục, và không phải team sale nào đầu tiên nó cũng tốt hết á. Thành ra là nhiều khi mình hơi sấp mặt, nhưng mà cái đấy thôi, thì cái đấy chấp nhận, có thể giữ lại một hai người giữ để người ta sale tốt thôi, còn lại là mình làm team sale mới hết. Em làm như vậy.
Còn đối với team sale mới á, thì em làm gần, thì giai đoạn sau này em mới bắt đầu làm kiểu này, thì có xuất hiện những cái bạn rất là ok. Em làm việc với DI chẳng hạn, như em trai em thôi, là một bạn ở Đắk Lắk thôi, bạn bạn đi làm công nhân thôi đấy, nhưng mà bạn thấy, bắt đầu thấy kiếm được tiền ấy, bạn muốn làm thêm, thì em cũng để bạn team sale, rồi bạn gọi cả em dâu vào làm luôn. Thế là hai người làm, và cái kết quả của bạn cũng rất cao, kết quả của bạn rất cao. Thì vì là DI, cho nên họ chủ động gần như tất cả, mình rất khỏe. Thì em thấy là kết quả của cái nhóm sale đó rất là ok. Em có thể chia sẻ rõ hơn được không? Lúc này là thì lúc này em vừa mới nghe câu chuyện. Em giả sử là trường hợp em giả sử là cái trường hợp của bạn Kitty. Bạn Kitty hiện tại là dân số rất cao. Đúng không? Bạn ấy là trước đây làm sale của em. Và sau khi bạn sale xong á, là em cho bạn tự chạy quảng cáo, tự bán. Và sau đó vì bạn cũng DI cao, DI, cho nên bạn nhảy thẳng về bên luôn. Và bạn mở luôn cái văn phòng, bạn tự bán. Đó là cái kết quả rõ nhất là bạn Kitty. Thì em thấy rằng á, là đối với những bạn mà muốn làm, vì khi mà để làm đội nhóm ở dưới thì bắt buộc cả ad cả sale phải tốt, thì người dưới người ta mới làm được. Thì em để cho họ sale trước. Ok. Ok, và lúc nãy thì anh nghe cái câu chuyện là từ Kim Trung kể lại thôi, thì ở đây là em có chia sẻ luôn ha. Thì đó là câu chuyện của từ em trai của Phi, là sinh năm 99, cũng có vợ rồi đúng không? Thì trước làm 98. Trước đó thì làm công việc gì đấy, thì lương nó chỉ có 4 triệu một tháng thôi. Thì sau đó thấy em làm thấy ok, sau đó làm khoảng 2 tuần thì đấy được là 16 triệu đồng đúng không? Đó. Thì bắt đầu thu nhập là 16 triệu đồng. Thì bây giờ làm bán thời gian và thu nhập lại gấp 4 lần so với là làm việc về chính thức. Thì em của em là quyết định là nghỉ và bắt đầu tập trung làm ở đây. Và em của em thì cũng có con nữa là cày và tập trung đúng không? Thì đây là một cái... Đúng ạ. À đấy, đấy. Thì đây là cái câu chuyện là... Rất là vui em. Câu chuyện của em của Phi. Còn câu chuyện mà từ của bạn Kichi là trước đây là nhân viên của Phi. Đúng không? Nhân viên của Phi thì bạn là ở bên Nhật về hả? Đúng rồi, bạn bên Nhật về. Đúng rồi. Thì bạn từ ở bên Nhật về. Thì sau đó về làm cho Phi. Sau đó thì ra ngoài kia đó thì tháng, anh nhớ là như tháng trước anh nhìn trong hệ thống thì tháng trước là 10.000 và tháng vừa rồi đây là 12.000. Đó. Thì 12.000 điểm mà cái tháng vừa rồi đó của chúng ta là Velocity đấy, thì không? Nó rơi vào khoảng tầm 170 triệu đồng một tháng. Đúng nhất, gồm cả sharing bonus rồi cả về cái hồng hệ thống thì khoảng tầm 170. Thì chúng ta thấy là, mà đó là cái ngoài việc mà bán lẻ, cái lãi bán lẻ chúng ta riêng, thì bên cạnh đó là sharing bonus cùng với là hoa hồng hệ thống là khoảng 170 triệu cho cái tháng vừa rồi. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là nó đều bắt đầu từ một cái kết quả là từ xây dựng một cái team bán hàng, từ nhân viên bán hàng và sau đó build lên thành một cái đội nhóm vững mạnh. Thì chắc thì khi mà người ta bán hàng bán lẻ và người ta có lãi rồi đấy, thì ở đây là anh muốn chia sẻ là cái góc nhìn là có nhiều bạn đấy thì họ cũng xây một cái team bán lẻ, nhưng sau đó là vì sao họ lại không build lên được mà trong lúc đó em lại build lên được. Thì anh thấy rằng là vì em đã làm được đúng một cái điều rất chính xác, đó là gì? Cho người ta học một cách độc lập, tức là đầu tiên giúp cho người ta bán lẻ và cho người ta thấy lãi đấy, tiền thật đấy, rồi sau đó em chỉ cho cách người ta phải học về marketing như thế nào, làm content ra sao, và ad ra sao, tức là em hướng dẫn cho người ta về cách mà tự học và tự làm. Và thế là người ta đã làm được cả hai thứ, tức là vừa ad luôn rồi vừa sale luôn. Và mọi cái người ta chủ động, người ta tự học và người ta tự làm, nhưng mình vẫn luôn có sự kiểm tra của mình để đảm bảo là người ta học đúng, người ta làm đúng. Và thế là người ta tạo ra một cái kết quả rất tốt trong những cái tháng vừa rồi, đúng không anh? Đúng. Thì em có thể chia sẻ thêm cho mọi người rõ hơn. Thì về cách làm một người trở nên độc lập á hả? Đúng rồi. Thì em nghĩ là để trở nên độc lập á, cái khâu vào là ok này, khâu vào là cũng phải là tuyển người chất trước, vì khâu vào nó quyết định rất là nhiều. Cho dù là em nói là một người mà nếu mà người ta đã không có ý thức độc lập từ đầu thì con mình có đào tạo cỡ nào thì cũng vậy. Cho nên đó, từ đầu là em sẽ chọn những người, với những người mà người ta không độc lập, với những người độc lập ngay từ đầu em chọn người độc lập.
Học độc lập là mình nhìn thấy điều gì? Đó là nhìn thấy ngay ở cái sự chủ động học hỏi ngay từ những ngày đầu tiên. Nếu họ chủ động học hỏi thì em chỉ không, em không chỉ đó. Họ còn phần lớn là em hướng dẫn họ tự làm từng chút từng chút từng chút. Và từ sale á thì em nói thật đó, là trong team không phải là người sale giỏi nhất team đâu, mà trong đó rất nhiều người sale giỏi. Vì downline của em làm tốt hơn em rất là nhiều, sale giỏi hơn, marketing giỏi hơn rất là nhiều. Vì thế á, là em luôn để trong cái môi trường là các anh em trong nhóm đó là học hỏi lẫn nhau thôi. Tức là sideline với nhau, học hỏi nhau rất là nhiều. Và anh em sideline giống như người nhà vậy đó, thì cũng ở chung rồi, giống như anh em trong nhà vậy thôi. Thì học hỏi nhau rất là nhiều. Và để cái tinh thần đó cứ nuôi lớn cái người leader của em, là dần dần đó, thì họ sẽ học từ rất nhiều nguồn. Và em chỉ cho họ, em có cái câu với lại bạn Phát thì có cái câu là những cái câu như sau này. Có hai thứ là không được hỏi. Có thứ nhất đó, là những thứ đã nói rồi là không được hỏi. Nói rồi một lần là không hỏi lại. Hỏi lại không chị? Họ không thì hỏi người khác đi. Thứ hai đó, là những thứ có trên Google là không được hỏi. Yeah. Hay quá. Vì đúng không? Vì em nói em lúc mà người ta hỏi em kể câu chuyện của em á, đó là lúc mà em mới làm á, là Kim Trung mà không biết gì luôn, mà em mà không biết gì luôn. Em hỏi upline, em hỏi ai đây? Lúc đó là chỉ có Google. Và không á thì mình chạy ra ngoài tìm khóa học, mình học này kia tùm lum tùm la hết. Chứ cũng chẳng có ai, thậm chí em với Kim Trung là hai thằng đua nhau đi học để kiếm về cho team. Mà trong khi ở Kim Trung upline em, nhưng mà chắc chắn điều đó là ok, vì mình khởi nghiệp mình chẳng biết, mà Kim Trung chẳng biết, cho dù là upline mình đâu có được chỉ gì đâu. Yeah. Nhưng mà mình ý thức được điều đó và em để cho G1, G2 rồi downline của em là chắc chắn phải làm như vậy. Cho dù là khi nào mà bơi đuối quá thì em giúp thôi. Còn bình thường á, khi mà vẫn còn đang bơi được á là phải bơi và phải tự bơi. Yeah. Thì nó sẽ độc lập thôi. Vì em nghĩ là độc lập hay không á nằm ở chỗ mình thôi chứ không phải ở chỗ người ta đâu. Chuẩn xác. Thì nghe thì có vẻ là mình hơi gây áp lực cho họ, họ không có được quan tâm, nhưng thực tế á là em vẫn kiểm soát về kết quả rồi mỗi ngày. Em chỉ còn kiểm soát về kết quả thôi. Có đơn thì gọi là có cố gắng, mà không có đơn thì là bình thường. Không biết. Đó. Từ câu chuyện của Phi đó thì mình cũng có muốn chia sẻ với chúng ta, đó là cái cách mà anh xây team ngay từ thời gian đầu tiên. Đó là mình, anh cũng lọc một cái đội ngũ rất là kỹ. Có là không phải là ai mình cũng đồng ý. Hôm qua chat với chị Trang đó, có là chị Trang cũng gặp một cái người, cũng một người mà họ cũng kinh doanh ở ngoài cũng rất là thành công đấy. Thì chị Trang mới chat lại với anh, mới nói rằng là cái người này cũng giống thầy. Mình nói là giống làm sao? Thì chị Trang mới nói là cũng chảnh chảnh giống thầy. Thì mình mới hỏi chị Trang á, em chảnh á hả? Chị Trang nói là không phải chảnh mà là chọn người phù hợp. Có là không phải ai mình cũng tuyển, mà mình phải có một cái sự chọn lọc phù hợp. Nên là hôm trước là có một vài anh em hỏi rằng là cái tỷ lệ mà ở lại là bao nhiêu. Thì anh mới trả lời là cái tỷ lệ mà người ta có ở lại với mình nhiều hay ít ấy, thì nó phụ thuộc vào cái chất lượng đầu vào mình tuyển vào nó như thế nào. Nếu mà mình tuyển đầu vào chất lượng tốt thì tỷ lệ ở lại rất là cao. Ví dụ như cái tỷ lệ của anh làm việc ấy, thì nó gần như là anh tuyển người nào là người đó ở lại rất lâu dài. Kể cả lâu dài mà nó có thể 1 tháng, 2 tháng, mà 3 tháng chưa ra kết quả thì họ vẫn ở lại họ làm. Bởi vì ngay từ đầu tiên đó là mình đã có một sự sàng lọc. Và mình lọc một cái đối tượng, đó là người ta phải rất quyết tâm, rồi người ta phải rất kiên trì, rồi người ta cũng đã có một cái nền tảng sẵn. Ví dụ một lần người ta có nền tảng sẵn thì vô người ta tạo ra kết quả rất nhanh. Còn nếu mà người ta chưa có nền tảng sẵn thì anh nói về những cái nguyên tắc là, ví dụ như bây giờ là người ta nền tảng nó đang rất yếu như thế này thì em phải chấp nhận. Đó là 6 tháng, 1 năm, thậm chí có thể 2 năm, 3 năm, bởi vì bây giờ nền tảng của em nó chưa phải là tốt. Thì em phải chấp nhận một cái sự thật đó là nó rất lâu dài. Còn đào tạo về kiến thức, về kỹ năng, về kinh nghiệm thì anh hoàn toàn có thể hỗ trợ và chia sẻ cho em hết mình được. Nhưng em cần phải chuẩn bị về tinh thần đó thì em may ra mới có thể thành công được. Còn nếu mà chưa chuẩn bị được tinh thần đó thì tốt nhất là chưa nên. Tức là mình đã có một sự trao đổi rất rõ ràng là cái chất lượng đầu vào mình đã lọc rất kỹ. Thì lúc này thì sự bền vững phần nó lâu dài, nó rất là lâu dài. Thì đó là về cái kinh nghiệm của anh làm, thì cái nên là cái tỷ lệ ở lại nhiều ít nó phụ thuộc vào chất lượng đầu vào chúng ta tuyển có tốt hay không. Đầu vào mà chúng ta tuyển tốt thì họ ở lại cực kỳ cao, mà đầu vào mà chúng ta tuyển tùm lum tà lao thì lúc đó là tất nhiên là cái tỷ lệ của chúng ta nó sẽ rất rất là nhiều, đúng không? Đúng. Và cái quan trọng đó là chúng ta cần phải chọn những người phù hợp vào với cái văn hóa, vào cái tổ chức, vào cái công việc của kinh doanh của chúng ta. Nên chúng ta mới hay hỏi, trong team chúng ta mới hay nói là
tại sao bạn lại chọn cái công việc này. Bởi vì khi người ta trả lời rất rõ ràng, người ta làm cái này vì điều gì đó, và chúng ta luôn giúp cho họ là giữ vững được là vì sao họ làm cái điều này, và sau đó chúng ta đào tạo cho họ về cái sự chủ động với cái sự quyết tâm, thì lúc này họ đang tự lập tự cường, thì lúc đó cái hệ thống nó bền vững. Thì đó là lý do tại sao anh có một cái team, đó là cái chân nào nó rất là vững và nó chất chắc, vững chắc và đều, bởi vì đó là chất lượng đầu vào mình tuyển, nó chất lượng thì bây giờ nó bị bền vững đây. Đúng rồi. Thì hôm trước anh có hỏi tại thầy Alan có hỏi tại sao team em chưa đông. Thực ra nếu mà em nhận hết ấy, bạn nào hỏi em vào nhận vào làm á, thì team em rất là đông á. Nhưng em nghĩ là cái người số người em nhận thì chắc là chỉ là khoảng 2/10 so với những cái người mà người ta hỏi em thôi. Thì, yeah. Vì thực sự mà nói nó phải phù hợp. Thứ nhất là họ phải thực sự mong muốn. Và thứ hai là họ phải phù hợp thì em mới nhận. Vì mình đã nhận người ta thì mình phải có trách nhiệm một chút với người ta, để phải làm sao để giúp cho người ta. Chứ em cũng không thích kiểu nhận nhưng mà xong rồi để đó, không thích. Dạ. Thực tế vậy. Chính xác. Thì ngay từ đầu tiên là cái nên là tất cả anh em chúng ta có một cái kinh nghiệm ở đây, đó là gì? Thứ nhất là chúng ta cần phải lọc một cái đầu vào nó chất lượng. Chúng ta tuyển sale thì vào đầu tiên người ta cũng có được phải ít nhất là 6-7 điểm trở lên. Tức là người ta phải có một chút, thì lúc đó vào là kết quả chúng ta đào tạo nó rất là nhanh và tinh thần học hỏi họ tốt, rồi họ có sự nhanh nhẹn. Nên chúng ta tuyển grow vô từ từ như vậy ấy. Thì như vậy là tự nhiên nó rất là khó. Và nếu mà như vậy thì chúng ta cần phải nói với họ rằng là bây giờ là với năng lực của em hiện tại, khi mà anh nói chuyện với em đây ấy, thì anh thấy rằng là em cần phải có một cái thời gian là 2 năm hoặc là 3 năm. Và cái việc mà 2 năm hay 3 năm đó thì nó phụ thuộc vào việc mỗi ngày em tập luyện nó như thế nào. Nếu mỗi ngày mà em luyện 18-19 tiếng ấy, thì có thể thời gian nó rút ngắn hơn. Còn nếu mà vô em làm việc lúc làm lúc không thì có thể là 10 năm nó vẫn chưa thành công. Thì đó là cần phải chính xác, nó rất rõ ràng đó. Còn vào công việc này thì nói dễ thì nó rất dễ, nó dễ với những người chăm chỉ, những người quyết liệt, những phải người rất quyết tâm ham học hỏi, tức là đào sâu làm cho đến khi mà tới cùng thì thôi. Còn nó sẽ rất khó với những người lười biếng, những người không nghiêm túc thì thực sự nó rất là khó khăn đó. Ví dụ như kết quả của anh bây giờ nó cũng thế, nó không phải là tự nhiên ngẫu nhiên nó đến một cái, mà trong thời gian đầu tiên là gần như là một ngày ngủ chỉ có 2 tiếng, đêm nào thức đến 4-5 giờ sáng, ở nhà nghĩ không ra ý tưởng là phải bắt đầu ra ngoài quán cà phê thức, ngồi cày cả đêm, làm cho gần đến trời sáng này bắt đầu vẫn chưa ra, uống cà phê hết tình ngủ được rồi nó bắt đầu phải uống bỏ hút cà phê cứ liên tục, phải tìm ra cho mình một cái giải pháp phải làm liên tục, và sau đó mình phải tạo ra kết quả, và sau đó mình hướng dẫn, rồi mình kèm cặp, nhưng mình không bao giờ làm thay cho đội ngũ, và mình chỉ hướng dẫn, coi tôi làm đây và bạn học theo cái cách của tôi làm ấy. Thì sau đó khi mà người ta học được cái tự lập đó, và ngày xưa ví dụ như có những cái mà anh thấy nó có ở trên Google hay là có website, thì ví dụ như mọi người hỏi là cái sản phẩm này có chất gì, có thành phần như thế nào, thì mình sẽ luôn hỏi họ là theo em ấy, thì khi mà anh tìm hiểu về sản phẩm này thì em và anh có gì khác nhau hay không. Rõ ràng là anh với em là không có gì khác nhau hết, bởi vì anh không phải là người sản xuất sản phẩm này, anh cũng là một nhà phân phối giống như em, tất cả chúng ta vào đều ký một cái mã số nhà phân phối giống như nhau. Vậy thì ai đã dạy cho anh về sản phẩm này? Hả? Thì bạn nói là bây giờ phải tìm nhiều thông tin về sản phẩm này ở đâu? Thì nói là Google, ok, ở đâu nữa? Rồi hình ảnh, ở đâu nữa? Website, ở đâu nữa? YouTube, ở đâu nữa? Đúng không? Rồi bắt đầu hỏi những người mà người ta đã bán rồi, đó là những cái đội nhóm khác chẳng hạn, tức là hoặc là trên những website, trên những fanpage. Vậy thì cái đó bạn có thể tự làm được không? Cho nói là họ có thể tự làm được, vậy thì ok bạn đi làm đi, đúng chưa? Đúng ạ. Anh cũng thường hay đặt những câu hỏi như vậy để cho người ta rèn luyện về cái tự lập. Bởi vì cái ở đây là chúng ta cần phải càng gia tăng về giúp cho đội nhóm chúng ta càng độc lập nhanh bao nhiêu, thì lúc đó bởi vì công việc này kinh doanh đó là kinh doanh của họ, và ở đây đó là chúng ta đóng một vai trò, đó là chúng ta một người hướng dẫn, một người chia sẻ, mà người ta chúng ta là một người chia sẻ cái kinh nghiệm làm cách mà chúng ta đã làm thành công nó như thế nào, và chúng ta giúp họ làm được cái điều đó, thì hệ thống của chúng ta nó sẽ chạy theo, nó tạo ra một cái hệ thống nó rất mạnh. Nên là một điểm cực kỳ lưu ý, đó là chúng ta phải có một cái chất lượng đầu vào nó thật tốt, chúng ta không cần ham nó quá đông. Ví dụ như nguyên cả anh 6 tháng đầu tiên á, anh chỉ có được con anh nhớ được 16-17 người thôi. Tức là 6 tháng đầu tiên anh chỉ có là toàn team ấy, chỉ có 16-17 người đầu tiên thôi. Và để có được 16-17 người đó đấy, thì anh chuyển đến 300 con người, 400 con người. Họ đến học 3 ngày xong rồi bắt đầu mình nói chuyện, rồi bắt đầu mình gặp gỡ, rồi mình làm việc. Sau đó mình mới chọn lọc ra được 16-17 con người. Và sau khi mà có 16-17 con người đó đó,
rồi bắt đầu mình hướng dẫn, mình giúp đỡ cho họ. Mình từng bước rồi bắt đầu cái hệ thống nó vững dần. Đó, thì có những người đấy thì họ exit từ năm đó đến giờ, đến nay là 3 năm exit rồi nhưng họ vẫn không dừng. Tức là anh cũng có mấy người, tức là trong số là 16 người đó, đó thì không phải là người nào cũng là chất lượng cao hết, chỉ có được khoảng 10 người thôi. 10 người là bắt đầu là họ làm, họ có một cái nền tảng rất tốt, thì bây giờ hệ thống của họ đều rất là vững mạnh, đều tức là những cái chân nó rất vững mạnh và chắc. Nhưng có khoảng tầm 4-5 chân như vậy là vì nền tảng của họ bắt đầu nó yếu, nền tảng của họ bắt đầu thấp, thì họ đến nay 3 năm như vậy là 3 năm đều là exit cả 3 năm luôn. Và tất nhiên mình phải chấp nhận là một cái thời gian như vậy. Và bắt đầu những năm này thì bắt đầu họ cứng về ad, họ cứng về sale, mọi cái nó ổn rồi, mọi cái nó tốt rồi, bắt đầu nó mới dần lên được là Lapis, lên Gold rồi lên Lapis và móc mé của Ruby trong thời gian là chắc năm nay là lên của Ruby. Tức là chúng ta thấy rằng là gần đến 3 năm trời mới được như vậy. Bởi vì sao? Đó là do cái nền tảng ban đầu của họ thấp. Nhưng nền tảng ban đầu họ thấp nhưng họ vẫn rất là quyết tâm, họ vẫn rất là nỗ lực ngày đêm tập luyện, thì lúc đó nó mới có thành quả được. Vậy nên nó là nhanh hay chậm ấy, nó phụ thuộc vào chất lượng đầu vào của chúng ta nó như thế nào. Dạ, đúng không? Đó. Và cái mong muốn thực sự, cái mong muốn của họ nữa. Dạ, chính xác. Thì em có những bạn á, bạn chỉ có muốn á, em nói nhiều tiền bạn mà không thích. Bạn chỉ thích cỡ 50-60 tháng thì bạn cứ làm vậy thôi. Nó rất là đều. Nhưng mà nó không có đột phá được. Chính xác. Nhưng họ mong muốn thì mình ok giúp họ, và dần dần từng bước lên. Rồi sau đó những cái người đó thì anh thường bằng cách đó là họ cũng chỉ suy nghĩ được như vậy thôi, thì bằng cách đó là thường anh hay đưa họ đi các sự kiện, đi các lớp học. Và khi mà người ta đến các sự kiện, đến các lớp học đấy, thì họ thấy là ồ, tại sao người ta được đi du lịch, tại sao người ta đưa được bố mẹ đi, đúng không? Rồi họ thấy rằng là ồ, họ làm được rất nhiều điều cho bố mẹ, mà trong đó mình thì không. Thì lúc đó họ ở dưới, họ đưa ra một cái quyết tâm, đó là gì? Tôi phải đưa được bố mẹ của tôi đi Moscow, tôi phải đưa bố mẹ tôi đi New Zealand. Và thấy là họ có động lực. Thì lúc này là khi mà họ đã bắt đầu có một cái động lực, họ đã có một quyết tâm đấy, thì tốc độ của họ rất nhanh, bởi vì lúc này họ đã có nền tảng rất là vững chắc rồi. Họ đã có khả năng về bán hàng, họ đã có khả năng về marketing rồi, và họ đã hiểu về cách làm việc với con người, hiểu về văn hóa, hiểu về các chương trình huấn luyện, tức là mọi cái họ đã hiểu rồi. Chỉ có bước đó là bây giờ họ đặt cho mình cái mục tiêu lớn, họ đưa ra cái quyết định đó là mình, họ hành động một cách mạnh mẽ hơn. Đấy. Thì đó là đối với những người mà chậm chậm như vậy thì anh cũng hay đưa về các sự kiện. Em có thêm, mọi người chúng ta có những cái câu hỏi gì dành cho Phi nhá, thì chúng ta có thể comment về các câu hỏi ở dưới cái đoạn livestream này để Phi chia sẻ chúng ta. Bởi vì Phi chia sẻ chúng ta đó có một cái hay, đó là gì? Nó rất là cụ thể, nó rất là rõ ràng và nó rất là chất. Chúng ta thấy đó, hỏi Phi một câu như mấy bạn trước là anh không cần hỏi luôn, vẫn nói được từ đầu đến cuối. Còn em là như Phi là các bạn thấy rằng tôi phải hỏi nè, rồi tôi phải mồi thêm câu chuyện thì bắt đầu mới ra được thêm ý, đúng không ạ? Nhưng làm rất là hiệu quả, làm rất là tốt. Đó, chúng ta thấy rằng là nên là trong cái công việc kinh doanh của Miskin từ lúc mà anh làm 3 năm nay đó, thì thấy mọi người đều có thể thành công. Dù là đi ISC đi chăng nữa, nhóm S cũng rất là thành công. Huyền Trang là một người nhóm S đặc sệt luôn, 2S luôn. Đúng không? Nói đúng tí là đó. Mà mọi người nói là S là nhóm yếu đuối, nhóm không có tinh thần lãnh đạo. Nhưng họ bằng cái tình yêu thương, bằng cái sự quan tâm, bằng cái sự gắn kết, họ cũng lead được một cái đội nhóm rất là vững mạnh. Đúng nhận. Rồi có người thì nói C là nhóm khô khan, nhóm mà nó logic, nó bảo thủ. Nhưng bằng cái sự chi tiết, bằng tập trung vô việc mà tạo ra sân chơi, tạo ra một cái kết quả. Thì như P ở đây đó, em nói là em không giỏi, nhưng em lại có một cái rất giỏi, đó là gì? Em làm cái độ, em có khả năng về tổng hợp, em kết nối, được đúc rút ra được những cái phương pháp hay, chọn lọc ra những cái phương pháp hay, và sau đó training lại cho đội nhóm và bắt đầu tạo ra một cái sân chơi cho mọi người cùng với nhau, cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau phát triển. Tức là mình tạo ra được một cái đội nhóm nó rất là vững mạnh. Và đó là một đặc điểm hay của nhóm C, và chúng ta khai thác đúng cái điểm mạnh đó của nhóm C thôi thì hiệu quả nó rất là cao. Đúng nhất. Cái nhóm D thì có đặc điểm đó là làm rất quyết liệt, làm rất là mạnh mẽ, nhưng làm rồi xong rất là dễ bị bỏ cuộc dễ chừng. Đó, kéo anh em xông lên rồi xong không có kiểm soát, không tạo ra được kết quả gì cả. Đó, thậm chí nhóm D rất dễ rơi vào tình trạng đó là vỡ nợ luôn. Đúng. Đó, dù doanh thu rất là cao, lợi nhuận thì thấy có vẻ rất nhiều, nhưng cuối cùng không kiểm soát được về chi phí, không kiểm soát được về cái tiền vào tiền ra, thế là để mất rất là nhiều. Đúng không? Nhóm Y thì làm rất vui, rất là hoành tráng, có được đồng nào thì tiêu hết sạch đồng đó, thậm chí kiếm được một thì lại tiêu mất 10 rồi.
À, nên cũng rất dễ là làm cho team đổ vỡ, nhưng được cái là rất hào hứng, rất là vui vẻ, rất là hoành tráng. À, nhưng cái dòng C thì lại giúp cho mọi người là kiểm soát được mọi thứ, nó đi đúng cái quỹ đạo của mình. Nên là dù làm việc với cả nhóm Y hay là làm với nhóm D, là nhóm S thì nhóm C họ đều rất theo sát và giúp cho mọi người làm việc rất là tốt. Đúng nhất. Thì trước đây á thì em chia sẻ luôn á, là hồi mà em còn học đại học á, là em gần như người ta gặp em mà em không nói gì hết. Là ví dụ như bảo em live stream này có phải là em ngồi em nghe luôn đấy. Vì trước đây á là mà từ chỉ có là từ khi mà em đi học học viện Team Elite ấy, bây giờ người ta gọi là leadership training á, thì cái con người của em nó mới có thể nói chuyện bên ngoài, mình nói người này mình nói người kia. Còn lại trước đây thì thậm chí là em đi gặp bạn nhá, em đi gặp ngay cả cái người bạn gái của em bây giờ lần tiên nói được có câu à nói được có câu à, là anh biết là trước đây là con người em nó, nếu mà ai đó mà trước đây 2 năm mà bây giờ gặp em á thì sẽ bảo là thằng này dạo này nói nhiều thế chứ thực ra trước đây em gần như là không nói gì hết và hướng nội hoàn toàn luôn. Anh biết là câu nói của em là không biết là em nói câu nói đó là câu gì. Hồi đó em hỏi bạn hình như nói về chơi sáo thì phải, hỏi ủa bạn biết chơi sáo hả? Thế thôi. Sao mà hai người lấy sáo ra thổi cho nhau nghe? Không. Hồi mà em biết học NLP của thầy thì chắc là em đạt được nhiều thứ hơn đấy. À. Là sao, là sao? Thì học, nếu mà học được NLP của thầy thì chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian để cưa người khác. Vì NLP là đạt được điều mình muốn. Đúng rồi, chỉ cần ở nhà hình dung tưởng tượng cô đó là bồ của mình, thế là ngày mai có bồ thôi. Đúng không? Đúng rồi. Anh em chúng ta có câu hỏi nào thì chúng ta đặt câu hỏi cho Phi nhé các bạn. Tôi thì cà phê với Phi rất là nhiều và họ nói chuyện và cà phê ngồi nguyên cả một buổi. Phi show cho tôi về những cái kết quả nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Và cái việc mà anh cầm cái và Phi có một cái điều đó là gì, rất sẵn sàng chia sẻ, bởi vì khi Phi mà có một loạt cái, một cái data feedback của khách hàng đấy, thì mình có hỏi là Phi anh có thể mượn cái này để chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người thấy rằng là cái cách làm mới này được không, thì Phi rất là sẵn sàng. Phi nói rằng lúc đầu thì mình nói là mình chỉ cần chụp cái ra, cái hình ra để gửi cho mọi người coi là cái cách làm như thế, chứ không cần phải lấy nội dung. Thì Phi nói rằng là anh có thể cầm nguyên cả cái link này luôn, thì anh cứ share tới cho mọi người không sao cả, không vấn đề gì hết. Bởi Phi luôn luôn làm những cái nội dung mới liên tục đó. Và tinh thần của Phi, tinh thần cho đi, tinh thần chia sẻ rất là tốt luôn các bạn. Ok. Vậy và em suy nghĩ thế này, là với những cái nội dung mình làm á, thì tất nhiên là mình với những cái sản phẩm mình làm á, thì càng nhiều người biết thì càng dễ bán. Cho nên em luôn cho đi. Càng nhiều người biết càng dễ bán. Cho dù là cái content thì mình thay đổi liên tục, cái nội dung mình sẽ viết liên tục. Cho dù em viết cả bao lâu rồi, đội nhóm em hàng ngày người ta vẫn ngồi viết content mỗi ngày. Cho dù là các bạn có chạy quảng cáo hay không chạy quảng cáo cũng phải viết content. Thì sale em bắt viết content thì sau này chuẩn bị cho sau này. Cho nên nó nội dung rất là nhiều. Và mình cho đi như vậy thì cũng là tạo điều kiện để cho cái thị trường nó biết về sản phẩm luôn. Rồi sau mình bán dễ. Vậy thôi. Đúng không? Thì các bạn thấy đó, Phi có một cái tiêu chí nó rất rõ ràng. Và thực ra thì ngày mà anh làm kem đánh răng với là lăn khử bụi Xion thế, cứ là thay vì mình tự làm, mình làm rất cực, mình phải kêu gọi cả 100 anh em cùng vào làm ấy, thì lúc đó nó tạo ra một cái làn sóng và làm rất tốt. Và các bạn thấy năm đó là cái biểu đồ của cái AP24 của Nu Skin ở trên toàn cầu á, nó đi thẳng mà nó thẳng một cách đột biến, vượt qua xa. Nó giống như tòa nhà 81 tầng và xung quanh đó là toàn những cái tòa nhà mà khoảng tầm 10 tầng, 20 tầng chứ không được 40 tầng như ở đây, mà toàn 10 tầng, 15 tầng. Rất là thấp lè tè, riêng cái AP24 là riêng cái cột nó là phải giống như là tòa nhà 81 tầng, nó đi thẳng đi lên như vậy. Thì đó là bằng cách mà phải cùng rất nhiều anh em phải bay vô làm. Thì lúc đó chúng ta tạo ra một cái làn sóng, tạo ra một cái cơn sóng, tạo ra một cái độ hot như vậy, thì lúc đó việc mà chúng ta bán hàng nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đó. Thì anh rất là thích cái cách tư duy đó, và đó cũng là cái mà anh cũng thường xuyên để làm, tạo ra một cái trend để mình bán hàng cho nó hiệu quả hơn. Đúng không? Thì cái gì mà mình làm đông người á thì nó sẽ có rất nhiều ý tưởng và nó sẽ ra kết quả rất cao. Dạ. Em quan niệm vậy thôi. Anh muốn hỏi thêm là em áp dụng cái những bài học của thầy Alan Gao vào trong cái đội nhóm của em như thế nào?
Thì bài học của Underground trước hết là về cái mà mình nói về cái bức tường khi mà đối với một người mới vào á, thì mình sẽ phải nói về cái bức tường. Bức tường là sao? Mình nói rất rõ với họ đây, cái kết quả này, tất nhiên là mình phải có kết quả. Mình show với họ, giống như em có cái group triệu đơn chẳng hạn, em show cho họ cái group triệu đơn. Và ở đây, cái kết quả đây, nhưng để đạt được kết quả đó thì nó sẽ có một cái bức tường rất lớn để ngăn cản. Em nói rất rõ cái đấy. Và để vượt qua bức tường đó thì không đơn giản đâu, phải cố gắng rất nhiều. Như vậy có muốn có chắc chắn không? Và khi mà bị mình down tinh thần ấy, thì anh phải làm gì giúp em? Cái đấy em có nói đối với người mới. Thì áp dụng cái đấy thì thấy là rất là hiệu quả. Và khi mà người ta chuẩn bị có cái rục rịch thì là mình nói một câu hai câu là người ta tiếp tục, là rất là hiệu quả và người ta vượt tường rất là ok. Cụ thể. Cái thứ hai á là cái top 5. Cái top 5 này cực kỳ hiệu quả. Và em đã từng về cái NLP đó, thì em đã từng viết trong đó là chạy quảng cáo 1.000 khách. Chạy quảng cáo 1.000 khách. Và đến khoảng tháng 4 vừa rồi á, thì nó đúng là 1.000 khách thật. Và cái tưởng điều đó gần như cái điều là gọi là không tưởng trước đây, nhưng mà nó vẫn ra 1.000 khách rất là đều luôn. Đó là cái đấy, ngay cái quảng cáo hoặc là nhân sự. Là em với Kim Trung có viết, thì nhân sự em muốn có một người sale chủ động các kiểu, thì mình viết vào. Thì mấy hôm mà thấy xuất hiện em trai em đâu, cả đời em thuyết phục không chịu làm, tự nhiên nhảy vô, thôi cho sale thử coi, bán ở vòng ngày đầu tiên lại 6 triệu mấy. Thì em đâu biết được. Rồi bạn Hải là ở, một bạn Ngọc Hải á, là một bạn khác giới thiệu không biết đâu ra luôn, rồi đến làm. Thì cái top 5 nó rất là hay, và mình viết vào một buổi sáng thì rất là hiệu quả. Em thấy là như vậy. Rồi, còn về Mastermind em có áp dụng cho đội nhóm không? Mastermind thì em với Kim Trung làm với nhau thôi, tức là nhắc mục tiêu nhau. À, hai người, offline và downline thôi. Còn em có triển khai cho đội nhóm ở trong team của mình làm không? Ở Mastermind thì em chưa triển khai. Em triển khai là bắt viết mục tiêu. Vì đặc biệt là cái điểm đặc biệt là mục tiêu, có, nếu không có mục tiêu sẽ không làm được gì hết. Có nghĩa là em áp dụng về cái top 5, về việc mà viết mục tiêu về mỗi buổi sáng. Kèm theo đó là một người mới vào á, là em sẽ nói về những cái bức tường, về những cái thách thức mà họ sẽ vấp phải. Có là đầu tiên đó là mình vẫn phải luôn có một cái kết quả nó rất lớn, và mình cho mọi người xem về cái kết quả đó để họ thấy rằng là đây là một cái đội nhóm mà làm ra kết quả thật, những kết quả liên tục nó được kiến tạo ra. Nhưng để mà có được cái kết quả này đó, thì đây là những cái thách thức mà bạn phải vượt qua này. Bạn phải cần có một cái thời gian phải rèn luyện, phải có tập luyện. Thì ở đây anh muốn nói lại, em nói rõ hơn về việc mà em nói về cái câu chuyện cho một người mới về cái bức tường đó, những bức tường là gồm những cái gì mà họ cần, họ sẽ vấp phải, những cái gì mà họ sẽ cần phải vượt qua để mà có thể thành công được. Dạ thì đầu tiên đó, em sẽ nói về cái sale thôi. Vì sale thì là em tuyển sale chủ yếu mà, tuyển sale lọc người, tuyển sale lọc người. Thì sale thì nó sẽ vấp phải cái gì? Đầu tiên đó, là đối với một người người ta chưa có biết về sale á, thì họ sẽ phải tìm hiểu rất nhiều về sản phẩm. Thứ hai là tìm hiểu về cái bảng sale. Thứ ba là phải giả lập rất nhiều. Em nói là cái bức tường giả lập cho đến khi ra kết quả, cho đến khi sale được á, tức là không sale được, sale mà chưa ra đơn thì giả lập, không có khách thì giả lập, có khách thì sale. Là em nói về cái bức tường đó thôi, tức là bắt buộc là phải vượt qua cho đến khi ra được cái đơn đầu tiên, thì đơn thứ hai thì rất là dễ, cho nên có cam kết làm á, thì mới nhận. Em nói rõ như vậy, em chỉ nói thế thôi, bức tường của em đơn giản. Sau này khi mà người ta làm sang quảng cáo, em cũng sẽ nói tiếp tục bức tường thứ hai, đó là cái quảng cáo này á, là không phải là mình lấy bài copy đại của thằng nào vào nhét vô mình chạy nó sẽ hiệu quả, nhưng cái quảng cáo này á, yêu cầu là phải viết content liên tục. Vì cái Facebook nó sẽ coi trọng cái content mà sáng tạo hơn, tức là content mới. Và mình phải viết liên tục, mình phải sáng tạo nội dung liên tục. Vào là bắt học làm Photoshop, rồi bắt học làm Camtasia, làm video, rồi bắt viết content mấy chục bài ngày. Bắt viết như vậy. Viết cho khi nào mà chạy rẻ thôi. Thì gọi là đó là cái bức tường thứ hai. Xong rồi bức tường thứ ba là khi mà người ta là bán lẻ được ok rồi. Em hỏi họ làm sao để có nhân viên. Thì để có nhân viên thì mình phải tuyển, mình phải lọc 10 người được, 1-2 người là mình may rồi. Mình may mắn rồi, cho nên mình phải lọc từ từ. Em sẽ nói đến bức tường thứ ba. Nên trong thời gian đó em cũng sẽ nói về những bức tường tiếp theo, là bắt buộc phải vượt qua mới có. Còn việc của mình là phải có rồi thì mới nói người ta vượt qua để có cái của mình có. Chứ nếu không thì mình nói cũng là như không thôi. Hay quá, rất tuyệt vời đúng không ạ? Có nghĩa là tất cả những cái người mà mới vào đó, là chúng ta luôn phải nói rõ cho họ về những cái bức tường.
anh làm cũng giống như em thôi, những cái đội nhỏ mới đó. Thực ra là các bạn nghe câu chuyện của Phi đó, thì khi mà mình làm mình cũng làm y chang như vậy. Có là gì, một người mới vô mình luôn cho một cái đó là cần phải đầu tiên á, mình gặp nhau buổi đầu tiên luôn là mình show ra cho fanpage đấy những cái bài post, là mình chạy cả hàng ngàn cái comment mà nó ra kết quả là lãi của mình hàng ngày hàng tháng như thế nào, cho tháng này và cho thấy kết quả của 2 tháng trước, 3 tháng trước luôn, cho người ta thấy về cái lợi nhuận và doanh số bán lẻ của mình hàng tháng đó. Đó là mình cho thấy luôn 2 tháng trước, 3 tháng trước cái kết quả này của tôi không phải là một ngày, mà là kết quả này là tôi đã làm từ rất lâu rồi, và thậm chí mở ra cái tài khoản quảng cáo chạy cả mấy tỷ rồi, mình cho xem những cái đó rồi bắt đầu á. Mình nói nhưng để được kết quả này thì em cần phải chuẩn bị một cái tâm thái vô là phải cày, phải rèn luyện, bởi vì mình không thể là mình nhảy vào mình thấy người ta cơ bắp rất là to, mình vào mình đẩy tạ 5 cái là mình có cơ to ngay, mà mình cần phải tập luyện một cái thời gian. Và tất nhiên trong cái khoảng 1 tuần đầu tiên khi mà mình tập luyện á thì về cơ nó rất là đau, mình rất là mệt mỏi, và em cần phải sẵn sàng để chấp nhận cái đó, phải chấp nhận cái sự đau đớn, thậm chí những ngày mà nó rất đau đớn, nhưng càng đau đớn như vậy thì em càng phải luyện tập, em càng phải làm nữa, thì lúc đó mới có hy vọng đó là có một kết quả tốt được, chứ không phải thành công đó phải là ngẫu nhiên, đừng bắt là chúng ta có được kết quả ngay đó. Thì sau đó là anh cũng hay bắt lầm một người mới, anh thì anh lại không đi theo các bạn biết là Phi là đi bằng từ sale trước, còn mình đó thì lại đi theo ngay từ đầu luôn, đó là mình tuyển là vô đầu tiên đó là viết quảng cáo. Viết quảng cáo cho nguyên tuần đầu tiên thì anh cái nào cả của anh đó là gì, chấp nhận 3 tháng đầu tiên làm để học chứ không phải làm để kiếm tiền. Có những người nhanh ấy, thì ngay tuần tháng đầu tiên là ra lãi luôn, có những người tuần đầu tiên cũng ra lãi luôn, đó là cái chuyện nó vẫn có, có thậm chí còn rất nhiều chứ không phải là ít. Nhưng anh vẫn không bao giờ nói rằng là làm tuần đầu tiên có, mà ít nhất đó là 3 tháng đầu tiên là làm với mục đích để học trước đã. Thì tuần đầu tiên là em cần phải quay một ngày viết 30 cái bài quảng cáo, tức là một ngày viết 30 cái bài content trong 7 ngày liên tục. Có là trong vòng là tất cả nguyên một tuần đó là có 210 bài. Thì mỗi ngày viết được 30 bài như vậy thì đến gặp anh thì anh sẽ check lại và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn lại để cho người ta làm cái nội dung cho nó hay hơn, cho nó hiệu quả hơn. Đó thì nguyên một cái tuần đầu đầu tiên đó là họ phải cày kiểu như vậy. À, sau đó sang bắt đầu khi mà nó đã bắt đầu ra những số điện thoại của khách hàng rồi đấy, thì tuần thứ hai là anh lại đưa cho họ là cho gọi giờ lập một ngày là 45 phút. Tức là gọi giờ lập và nghĩ ra. Trước khi mà gọi về giờ lập thì mình dạy cho họ về cái tư duy về sale logic, là cái tiến trình của những cái vấn đề khách hàng, là những cái dòng suy nghĩ của khách hàng. Còn với những cái suy nghĩ đó thì các bạn phải xử lý sao? Tức là mình dạy cho họ về cái cách mà để tạo ra một cái kịch bản bán hàng của riêng họ. Và sau đó mình có những cái mẫu của audio, của Văn, rồi của Mai, của chị Trang, rồi của mình, rồi những cái video bắt đầu gửi cho người ta học, gửi cho người ta nghe, cho người ta nghe rồi bắt đầu người ta viết ra những cái bài đó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Một ngày phải có 400 phút gọi trả lời. Và nếu thì em có sẵn sàng là một ngày gọi được 400 phút trả lời thôi. Đúng không? Có thể là một ngày bạn nói là 16 tiếng, tôi không cần bạn làm 16 tiếng, một ngày tôi chỉ cần làm 7 tiếng thôi. 7 tiếng thì có nghĩa là 1 tiếng 60 phút. Đúng không? Thì 7 tiếng là 76 là 480 phút đúng không? 420 phút. Thì ở đây là mình chỉ cần bạn là chỉ cần gọi đó là 400 phút thôi, chứ không cần nhiều. Đó là chỉ có 16 tiếng 40 phút thôi, chứ không có nhiều. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, nhưng nó cần phải đều đặn trong một tuần như vậy. Và nếu sẵn sàng được điều đó thì hãy làm, còn nếu mà không sẵn sàng được điều đó thì tốt nhất là em không làm. Bởi vì cái công việc này thành quả thì nó rất lớn, hiệu quả thì nó rất có đấy, nhưng nó cần sự quyết tâm, cần sự nỗ lực thì nó mới thành công được đó. Nhưng đó chỉ mới là bước đầu tiên thôi, để làm ra được cái lãi 3 triệu một ngày. Đó, ví dụ như anh làm cái lớp 5 giờ sáng đấy, nếu mà anh cho họ 2 tuần đầu tiên, sau đó là bởi vì lớp 5 giờ sáng bây giờ nó không phải là NLP nữa, mà là anh build team mới, team mới của anh, thì một ngày anh sẽ làm việc với họ là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì 2 tiếng đồng hồ này đó, thì đầu tiên là trong cái 2 tuần đầu tiên, tuần đầu tiên là mình hướng dẫn họ viết content rồi, tuần thứ hai đó là sale rồi, và sau đó anh cho họ làm 2 tuần để làm thuần thục và nhuần nhuyễn, có nghĩa là ngày có lãi, có ngày không, ngày lãi, ngày không, ngày lãi, ngày không. Ok, đó là trong giai đoạn mà bạn đang thao trường, bạn đang tập luyện. Nhưng xong bắt đầu sang đến tháng thứ hai đó, thì buộc ngày nào cũng phải có lãi được tối thiểu đó là 3 triệu một ngày. Và ở xong cái kết thúc của tháng thứ hai là bạn phải trở thành executive, tức là bạn phải có đủ được 6.000 điểm. Đó là cái. Và nếu ngày nào không bán được 3 triệu đồng tiền lãi đó, thì bạn không được bước ra khỏi văn phòng đó. Và gọi bánh mì hay là gọi cơm, gọi gì cũng được, nhưng gọi đồ ăn, ăn tại văn phòng, chứ không được bước ra khỏi văn phòng luôn. Và bước ra khỏi văn phòng thì 500 đồng.
Anh làm rất quyết liệt luôn. Thì nếu mà bạn sẵn sàng được cái thách thức đó thì ở lại, còn nếu mà không sẵn sàng được thách thức đó thì bạn tốt nhất là không nên làm. Bởi vì thành công nó không chỉ đơn giản là chúng ta làm đúng phát là cái thành công, mà nó cần phải có một quá trình mà chúng ta rèn luyện, một quá trình mà chúng ta tập luyện thì lúc đó mới có thành công được. Đấy, và bạn nào mà cứ cà chớn thì thôi mình không chơi. Bạn cứ có thể làm những chọn những công việc khác nó phù hợp hơn. Nhưng công việc ở đây muốn thành công thì nó phải như vậy. Mà đó chỉ là mới giai đoạn đầu tiên là chúng ta làm lãi, bán lẻ để có lãi. Bán lẻ để có lãi, công việc nó dễ dàng hơn rất nhiều khi mà chúng ta xây dựng một cái team. Chúng ta build một cái đội nhóm lớn mạnh đó, mỗi người có một tính cách, mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Rồi khi mà người ta cũng thành công, người ta cũng có những kết quả thì họ cũng có những cái gọi là cái độ lớn, con người của họ cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã lớn rồi, họ cũng đã có những cái chính kiến, họ cũng có những cái cách làm riêng. Thì làm sao để chúng ta cùng đồng nhất với nhau, chúng ta cùng phối hợp với nhau, chúng ta làm với nhau để cùng nhau đồng hành với nhau để làm ra những cái điều lớn lao hơn, thì đó là một điều nó còn khó hơn nữa. Thì lúc đó là cái thách thức của mình nó càng nhiều hơn nữa. Đó là để trở thành Team Lead Platinum 4 Star thì mình còn có nhiều bước tiền khó khăn hơn nữa mà chúng ta cần phải vượt qua. Thì em có sẵn sàng được điều đó thì em làm, còn nếu mà không sẵn sàng được điều đó thì không nên làm. Đó. Tức là làm rất là kỹ đến khâu chọn lọc. Dạ, chính xác. Vì khi mà mình đã nói thì em thấy là phần lớn là cái sự đổ vỡ nó đến từ cái không rõ ràng từ ban đầu. Và nếu mà mình đã nói rõ với họ và nhất quán từ hai bên thì chắc chắn là khi mình làm rất là dễ. Em thấy là khi mà em, trước đây thì em không có làm cái điều này, nhưng từ khi mà em có cái sự rõ ràng ngay từ những ngày đầu tiên ấy, thì đến lúc mình làm ấy, người ta tự chủ lắm. Vì người ta biết là mình, họ đã như vậy, họ muốn như vậy, hai bên thống nhất với nhau rồi thì làm. Thì làm, họ tự làm thôi. Cho nên em nghĩ là cái bước chọn lọc ban đầu, em nghĩ là nó là một trong những cái yếu tố then chốt để làm sao mà mình có được cái đội ngũ chất. Yeah. Và phải trao đổi rõ từ ban đầu, rõ ràng. Yeah. Và em thấy phần lớn á, một số bạn thường trong nhóm á, thì có đôi khi á, có những bạn hình như là vẽ cao quá cho một người ta. Thì thường là cái bạn đó vào á, thì sau khi mà mình làm xong người ta nghĩ là dễ, thành ra là họ lại không có tập luyện. Mà em thấy là phần lớn là như vậy á, lại không ok. Mà thành ra là em cứ có thể vẽ cao nhưng phải nhưng mà vẫn phải vẽ khó, em nghĩ như vậy. Chính xác. Tức là cho thấy là cái đích đến đúng không, và đúng cho rồi. Họ thấy kết quả, cho họ thấy rất nhiều cái câu chuyện, nhưng mình cần phải nói cho họ là con đường đó nó không dễ, nó phải không dễ, nó phải tập luyện, nó phải vượt qua thì mới có được. Nhưng yên tâm, đó là có tôi ở đây. Và đó, nó cũng là dễ hơn rất nhiều con đường khác rồi. Chính xác. Ở đây có đội nhóm, có công cụ, có anh ở đây thì không có vấn đề gì cả. Cái quan trọng đó là bây giờ cái lòng quyết tâm của em như thế nào thôi. Đúng không? Đúng không? Đó. Ok, cảm ơn Phi rất nhiều đã dành ra hơn 1 tiếng rưỡi để chia sẻ với tất cả mọi người về những cái câu chuyện, về cái cách làm sao để mà mình làm ra những cái content về marketing hay này, làm sao để mà mình bán hàng tốt này, rồi làm sao để mình đào tạo ra một cái đội ngũ, rồi cách mà mình làm việc với một người mới, rồi cách mà mình xây dựng một cái team làm sao để nó vững mạnh, nó đều đặn một cách vững mạnh cho bây giờ và cho tương lai về sau. Anh rất là cảm ơn em, bởi vì dù bây giờ em đang công tác ở trên Đắk Lắk, và sau đó hình như tuần sau là em còn đi ra Vinh để tạo ra một cái văn phòng mới đó. Và em cũng đã dành cái thời gian để nhiệt tình chia sẻ với mọi người nguyên cả buổi tối hôm nay là hơn 1 tiếng rưỡi, rất là khuya đúng không? Thì anh có đại diện team thì có một cái món quà gửi đến em, đó là cái bộ sách về hành trình người xuất chúng. Thì khi mà tháng giữa tháng ngày khoảng 20-21 tháng 6 là về sách về đó, thì anh sẽ gửi tặng cho em 10 cuốn sách của tập 2 nhé. Dạ em cảm ơn. Ok, cảm ơn. Cái cuốn sách hành trình người xuất chúng nó rất là hay á. Cái cuốn thứ nhất á là em đọc qua rồi. Và em thấy là gần như là mọi thứ mà văn hóa để làm sao để xây dựng một cái team mạnh nó ở trong đó hết rồi. Thì mọi người nếu mà muốn làm sao để mình có thể xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông.
bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.